Chào mừng các bạn đến với kênh youtube Holic Audio. Mời các bạn theo dõi câu chuyện. Chiết yêu, khom lưng, tác giả, bồng lai khách, chương 98, chuyển ngữ và biên tập tiểu sen. Ngày thứ ba kể từ khi ngụy Thiệu rời thành. Quân đội cũng rút đi từ lâu, thành ngư dương trở lại bình yên như xưa. Ngụy Phủ không giống những thế gia đại tộc khác, vốn ít người, lại thêm biến cố từ 10 năm trước, giờ lại càng thêm ít từ phu nhân và chu thị đi rồi ba ngày trước ngụy thiệu cũng đi bắc phòng đông phòng vắng tanh tòa phủ để to lớn như vậy đêm xuống chỉ có bên tây phòng sáng đèn càng thêm tịch liêu mấy ngày nay tiểu kiều khá bận rộn ngày đầu tiên ngụy thiệu đi quản sự đưa sổ sách đến cho nàng xem sau đó đi xuống nhà kho không phải mục nào cũng cần xem chỉ ngẫu nhiên hỏi một vài thứ nhưng như vậy cũng bận đến tối mịt mới nghỉ ngơi từ phu nhân bình thường thích trồng hoa cỏ đặc biệt là thích tường vi. Mùa đông năm ngoái bị xương giá bất ngờ, không bảo vệ kịp. Hàng tường vi tươi tốt mà từ phu nhân chăm sóc nhiều năm đều chết hết. Đừng nói từ phu nhân, ngay cả tiểu kiều thấy cũng đau lòng. Thế nên nàng đề nghị xây một phòng hoa ở trong đình viện, từ phu nhân lúc đó cũng hào hứng lắm. Nhưng sau lại xảy ra chuyện ngụy nhiễm, chu thị, từ phu nhân cũng bị bệnh, việc này cũng bị lãng quên. Mà giờ đầu xuân, lại rảnh rỗi, có thể xây phòng hoa được. Ngày đầu tiên nàng gọi người làm vườn cùng đến bắc phòng xem xét, chọn một chỗ lý tưởng để xây phòng hoa. Hôm sau gọi thợ mộc, thợ xây có kinh nghiệm đến, bắn tay vào xây dựng. Lại một ngày bận rộn nữa trôi qua. Hôm nay thợ xây trình lên bản vẽ phòng, tiểu kiều ương ý, giao cho một quản sự phụ trách việc này. Nữ quân giao việc, mà việc này lại để lão phu nhân vui vẻ, quản sự đương nhiên tận tâm làm việc, không dám lười biếng nửa phần hôm nay cũng là ngày mừng thọ 50 tuổi của mẫu thân Ngụy Lương. Ngụy Lương từ năm ngoái đóng quân ở Tấn Dương, thế nên chẳng thể về chúc thọ. Ngụy Mẫu ngang hàng với Chu phu nhân, luận bối phận thì Tiểu Kiều phải gọi bà là thím. Thế nên hôm nay nàng tự mình đến nhà Ngụy Lương chúc thọ Ngụy Mẫu. Mẫu thân Ngụy Lương thấy nữ quân tự mình đến nhà, thụ sủng nhược kinh, bày tiệc tiếp, tiếp đái một phen, tới khi Tiểu Kiều về nhà cũng đã muộn. Tắm rửa xong nàng cũng không phải đợi Ngụy Thiệu về nữa, bảo hạ nhân đóng cửa sớm, còn mình leo lên giường ngủ. Mấy ngày nay nàng bận đông bận tây, mặc dù đều là chuyện nhỏ nhưng cũng mất công sức, rất mệt, lại thêm hôm nay uống hai chén rượu ở tiệc trúc thọ, đầu vừa đặt lên gối đã ngủ ly bì. Đang ngủ mê mệt thì thấy mắc tè, nàng đành phải bò dậy, khoác áo đi vào nhà vệ sinh, đi xong mắt nhắm mắt mở lại chui về chăn, lại ngủ tiếp. Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa ầm ầm, xen lẫn tiếng xuân nương gọi, có vẻ xảy ra chuyện lớn tiểu kiều tỉnh dậy hỏi xuân nương chuyện gì nữ quân mau dậy đi giả hổ bí đến rồi bây giờ đang đứng chờ ở ngoài phụng mệnh nam quân đón nữ quân đi tấn dương giả hổ bí chính là hổ bí lang giả tư lúc trước hộ tống tiểu kiều xuôi nam hai bên đã vô cùng quen thuộc xuân nương mặc dù đã cố gắng kiềm chế nhưng ngữ điệu hơi cao vẫn tiết lộ tâm tình vui sướng của bà lúc này tiểu kiều ngẩn ra sau đó cuộn mình trong chăn lười biếng nói khuya khoát, ta đi tấn dương làm cái gì? Bà nói với giả tướng quân một tiếng, ta không đi. Xuân nương trong lòng gấp gáp, lại gõ cửa ầm ầm, thấy cửa phòng vẫn không mở, bất đắc dĩ, lại sợ giả tư chờ lâu. Bà nghĩ lại, chạy ra cửa lớn nói tướng quân chờ thêm một lát. Ngài đến bất ngờ quá, nữ quân tỉnh dậy còn phải thu dọn hành lý, cũng phải chờ một thời gian. Giả tư theo quân hầu đi suốt đêm từ trác quận về đây. Bây giờ quân hầu đang chờ ngoài cửa thành, bảo hắn mau vào đón nữ quân. Từ nãy đến giờ cũng đợi một lúc lâu, mà nữ quân vẫn chưa đi ra, vội hỏi quân hầu dặn là đón một mình nữ quân đi trước là được. Còn hành lý, áo quần thì xuân bà bà thu dọn rồi đi sau, mai bà đi cũng được. Xuân nương đương nhiên không biết ngụy thiệu về đây, chỉ nghĩ là hắn phái mình giả tư về đón người, bây giờ chỉ muốn ngăn cản hắn, vội nói, vâng, vâng. Giả tướng quân chờ một lát, ta sẽ đi dục nói xong lại vội vàng chạy vào gõ cửa gọi tiểu kiều tiểu kiều biết lúc này không thể không mở cửa nàng đành đứng dậy thắp đèn mở cửa xong lại nằm xuống xuân nương theo nàng đến bên giường vừa thờ hồn hình vừa khuyên đây không phải lúc để người tức giận giả tướng quân còn đang chờ ngoài cửa đấy xe ngựa đang chờ mau nghe lời mau lên tiểu kiều nhắm mắt lắc đầu ta không đi ta buồn ngủ xuân nương đi đi lại lại trước giường hận không thể lay tình nữ quân chợt nghĩ ra một chuyện vội nói ngày đó tỳ không nói lúc người say rượu không phải tỳ đỡ người vào mà là nam quân bế người vào phòng thấy người say không biết trời đất gì còn dặn tỳ chăm sóc người cẩn thận có thể thấy nam quân mặc dù bên ngoài lạnh nhạt với người nhưng trong lòng lại thương người lắm giờ đi ba ngày rồi còn phái giả tướng quân quay lại đón người ý là muốn người đi cùng đó nữ quân đừng giận dỗi nữa mau dậy đi tiểu kiều đang nhắm mắt nghe vậy mở mắt ra là hắn đưa ta vào phòng xuân nương sao hôm đó bà không nói xuân nương trần trừ một lúc nhỏ giọng nam quân dặn tì không nói chắc khi đó ngài ấy sĩ diện thôi nam quân vậy nữ quân người xuân nương còn đang tận tình khuyên giải tiểu kiều lại chẳng nghe vào tai nàng từ từ ngồi dậy cúi đầu cẩn thận nhớ lại cảm giác kỳ lạ sau khi tỉnh dậy ngày ấy dần dần ngẫm ra Thảo nào khi mê man mình luôn cảm thấy kỳ quái, lúc đó thật ra nàng muốn mở mắt ra, nhưng tại say rượu quá nên không thể tỉnh lại được. Cuối cùng cũng rõ ràng, tại sao khi tỉnh lại cơ thể lại thấy dính nhớp không thoải mái, còn có bên dưới. Xuân Nương, hắn đưa ta vào phòng, rồi ở lại lâu không? Tiểu Kiều bỗng ngẩng đầu, ngắt ngang lời Xuân Nương, hỏi: Nam quân ở lại một lúc, nữ quân nghe lời đi, đừng có giận dỗi trẻ con nữa tì hầu hạ người dậy nói xong quay đầu gọi người đi vào ban nãy động tĩnh lớn như vậy toàn bộ vũ giả hầu gái bên tây phòng cũng dậy hết nghe nói nam quân đột nhiên sai người đến đón nữ quân ai nấy kinh ngạc xuống lại đứng bên ngoài nghe xuân nương gọi đám người vội mở cửa vào tiểu kiều trong lòng hiểu rõ không nhịn được khó chịu tức muốn thổ huyết mặc dù bình thường khi nàng tỉnh táo nếu hắn cũng muốn nàng thực hiện trách nhiệm của thê tử nàng cũng không từ chối nhưng hôm đó nàng say bí tỉ, vậy mà hắn lại thừa cơ phát tiết trên người mình. Mà nàng lại không biết lúc đó hắn làm điều hạ lưu gì với mình nữa. Đáng hận nhất là hắn còn ra lệnh cho Xuân Nương không cho mình biết, làm ra vẻ như không có chuyện gì. Trên đời sao lại có nam nhân vô liêm sỉ cầm thú như vậy chứ? Các ngươi đi ra ngoài, về phòng các ngươi ngủ đi. Tiểu Kiều ngẩng đầu lên, bỗng nói. Vú già hầu gái sững sờ, hai mặt nhìn nhau xuân nương cuống lên tiểu tâm can của tỳ người muốn tỳ chết à ngay lúc này ngoài cửa vang lên tiếng bước chân sau đó một bóng người bước vào đi qua tấm bình phong xuân nương sao nàng còn chưa dậy đã bao lâu rồi theo tiếng nói ngụy thiệu cũng xài bước đi vào đứng trước bình phong tầm mắt của hắn liếc qua tiểu kiều trên giường hỏi xuân nương nhưng ngữ điệu thì không giống hầu gái vũ giả không thể ngờ nam quân đã đi từ ba ngày trước nay đột nhiên xuất hiện, ai nấy trợn mắt há mồm. Xuân Nương cũng kinh ngạc, bà tưởng ngụy Thiệu phái giả tư lại đón, mà không ngờ là hắn tự mình về đây. Nhưng sao lúc nãy bà không thấy hắn đứng ngoài cửa nhỉ? Nam quân xin chờ một chút. Xuân Nương phản ứng lại, nhìn Nam quân có vẻ không kiên nhẫn, bà vội nói, nữ quân sẽ chuẩn bị nhanh thôi à. Xuân Nương, bà nói với hắn, là tổ mẫu dặn ta ở đây trông non. Ta không đi đâu hết. Tiểu Kiều không liếc Ngụy Thiệu một lần, khẽ nói. Ngụy Thiệu nhìn Tiểu Kiều, lông mày hơi nhíu lại. Trong phòng đứng đầy người, nhưng tất cả đều mắt to chừng mắt nhỏ, không một ai dám lên tiếng, bầu không khí yên tĩnh đáng sợ. Xuân Nương sợ muốn chết, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh. Nam quân xin đừng nóng, bà vội nói, nữ quân không phải muốn từ chối ý tốt của Nam quân, mà tại trong nhà còn nhiều việc phức tạp nhất thời không thể đi ngay được các ngươi đi ra ngoài ngụy thiệu ngắt lời nói vú già hầu gái lập tức chuồn đi xuân nương nhìn nam quân hắn đang nhìn chằm chằm nữ quân xuân nương nhìn nữ quân nàng ngồi trên giường quay mặt đi không nhìn nam quân xuân nương cũng mệt mỏi chẳng làm được gì hơn đành lùi ra khỏi phòng chờ trong phòng chỉ còn hai người ngụy thiệu đi tới bên giường vừa mở miệng định nói lại người thấy mùi gì đó cúi đầu ghé sát nàng lông mày nhíu lại nàng lại uống rượu tiểu kiều nói uống làm sao ngụy thiệu nhíu chặt mày nàng chỉ uống một ly là say say rồi chẳng biết trời đất gì nữa giờ lại ở nhà một mình sao không nhớ bài học lần trước vậy tiểu kiều chậm rãi quay đầu nhìn hắn một lát khóe môi hơi nhếch lên quân hầu sợ thiếp say quá không biết gì nếu gặp phải nam nhân không bằng cầm thú sẽ bị làm nhục phải không? Ngụy Thiệu sừng sốt, đáy mắt xẹt qua tia bối rối, nhưng nhanh chóng chấn định lại, lạnh nhạt nói, nàng tưởng ta muốn ư. Là ngày đó nàng say bí tỉ, ta có lòng tốt bế nàng về phòng, thả nàng xuống giường định đi thì nàng níu chặt lấy ta. Tại khi đó nàng say quá nên giờ mới không nhớ được thôi. Hàm răng trắng như tuyết của tiểu kiều cắn chặt môi dưới, cuối cùng nói, thì ra là thiếp say rượu mất lý trí là thiếp không phải. Đã nghĩ oan cho quân hầu rồi, có điều giờ này khuya khoát quân hầu không ngủ, lại chạy về đây trêu chọc thiếp làm gì. Ngụy Tiểu ho khan một tiếng, lúc trước ta đưa tổ mẫu đi vô trung thành, trước khi đi tổ mẫu có nói, là sau này bà suy nghĩ lại, thấy để nàng ở lại một mình không thích hợp, bảo ta đưa nàng đi tấn dương. Ta thấy tổ mẫu sắp xếp như vậy cũng đúng, thế nên quay về đón nàng đi cùng. Tiểu Kiều nói, tổ mẫu trước khi đi sau không nói với thiếp mà lại đi nói với chàng. Với lại thiếp ở đây không sao hết, thiếp không đi. Ngụy Thiệu nói, nàng có đi hay không? Không đi. Có đi hay không? Ngụy Thiệu hỏi lần nữa. Nói rồi, không đi. Thiếp buồn ngủ. Tiểu Kiều không để ý hắn, xoay người nằm xuống, quay lưng về phía hắn, nhắm mắt lại. Ngụy Thiệu nhìn chằm chằm bóng lưng nàng, sắc mặt dần khó coi bất chợt hắn nhấc chân lên giường, cúi người kéo nàng ra khỏi chăn như kéo gà con, túm lấy áo choàng ra cao quấn người nàng, lại cầm giày trên đất sỏ vào chân nàng, nửa ôm nửa kéo ra ngoài. Phía sau, cầm mọi người rớt xuống đất. Chương 99. Biên tập Iris. Ban đầu Ngụy Tiểu vẫn ôm Tiểu Kiều đi về phía trước, thấy nàng không chịu hợp tác, tay vẫn lăm lăm nắm đấm, đấm bùm bụp vào người mình. Đành thôi vậy, chân sống chết chống cự không chịu tiến lên, hắn dần mất kiên nhẫn mặc kệ nàng có vùng vậy cô thoát ra thế nào, đấm đá ra sao, Ngụy Thiệu vẫn giữ chặt nàng trong vòng tay, bước nhanh ra phía cửa. Đến chỗ xe ngựa, mặc kệ cổ tư đang trợn tròn mắt lên nhìn họ, Ngụy Thiệu ném tiểu kiều vào xe, đóng cửa, dầm, một tiếng. Bên trong xe ngựa được phủ một tấm đệm lông thú dày, tiểu kiều bị ném vào xe như vậy, bèn lật người, nhưng không hề thấy đau, chỉ thấy thật nhếch nhác. Nàng ngồi dậy, thờ hồn hền, Lúc này mới phát hiện ra một chiếc giày của mình đã biến đâu mất, một chân trần, một chân đi giày. Đột nhiên cửa lại mở ra, Ngụy Tiệu ló mặt vào lần nữa, hừm, một tiếng rồi ném chiếc giày đã rơi vào trong xe, lại một tiếng, rầm, nữa, cửa đóng lại. Tiểu Kiều nghe thấy hắn và Cố Tư thì thầm với nhau vài câu, xe ngựa liền chuyển bánh về phía trước. Đi được một đoạn, Tiểu Kiều nghe thấy tiếng ở bên ngoài, dường như đã đến thành phía Tây, nàng liền bò dậy kéo cửa sổ xe ra nhìn nhờ ánh đúc nhìn thấy trước mặt là hai lính canh đang mở cổng thành. Xe vừa ra khỏi cổng thành, tốc độ ngày một nhanh hơn đến đường lớn, phía sau thành Ngư Dương và cánh đồng hoàn toàn bị bỏ lại đằng sau. Đi được một đêm, ngày hôm sau vẫn tiếp tục đi, chỉ dừng lại ở một quán trọ, họ không nghỉ ngơi rồi lại tiếp tục hành trình. Lại một đêm nữa, cuối cùng cũng dừng ở Trác Quận. Nói ở lại qua đây một đêm. Trong lòng Tiểu Kiều cực kỳ tức giận ấy thế mà lại bị hắn coi như một món đồ chơi, nhớ lại nửa đêm nửa hôm bị lôi từ trên giường đi ra, quăng lên xe ngựa rồi đưa đi. Chỉ trách bản thân trước mặt hắn chẳng có quyền lên tiếng, người cũng ở trong xe ngựa rồi, bị mang đi xa như vậy, còn làm được gì nữa đây? ồn ào cũng chỉ tự rước lấy nhục, tâm trạng nàng trùng xuống, thêm nữa ngồi trên xe lâu như thế, lại đi không ngừng nghỉ khiến người nàng bắt đầu nôn nao. Màn đêm lại buông xuống, bốn bề tối đen như mực, chẳng nói chẳng rằng, nàng theo ngụy thiều bước vào quán trọ. Cha quận là một quận lớn, điều kiện quán trọ rất tốt. Trong phòng không chỉ có phòng tắm, dịch thừa biết quân hầu đã quay về, đêm nay lại đem nữ quân về ở cùng, lập tức thay một bồn nước mới đầy tinh dầu thảo mộc với đầy nước nóng, để phu thê quân hầu tiêu trừ mệt mỏi trên người. Hai ngày đêm liên tiếp tiểu kiều gần như chỉ sống trên xe ngựa. Thời tiết phương bắc vào đầu xuân khô lạnh, cắt bụi bay đầy trời, cho dù xe có đóng kín thế nào chăng nữa cũng không thể tránh được gió bụi. Tiểu Kiều lúc này mặt mũi lấm lem, thấy có thùng nước nóng có thể tắm thì cũng coi như là chuyện thư thái nhất trên đường đi suốt hai ngày nay. Nàng cởi quần áo rồi bước vào trong bồn. Trong phút chốc, cửa phòng tắm thoáng co bóng ai đó, Ngụy Tiểu bước vào cùng nàng, chỉ cần hai ba động tác hắn cởi bỏ hết quần áo trên người, nhảy vào bồn ngồi xuống đối diện nàng. Cơ thể hắn vừa chìm vào trong nước, nước trong bồn đã theo vách thùng tràn ra ngoài ào ào. Trong bồn tắm bỗng chật trội vô cùng. Tiểu Kiều cảm thấy dưới nước có cẳng chân chạm vào chân mình, nàng bèn gập gối thu chân lại, rồi cúi đầu xuống tắm thật nhanh để ra ngoài, tặng lại bồn cho hắn. Chẳng biết là hắn vô tình hay cố ý mà cẳng chân kia càng lại gần hơn. Lúc này kề sát trên đùi nàng. Tiểu Kiều ngẩng đầu nhìn Ngụy Thiệu đối diện mình. Vai hắn động đẩy, muốn sát nàng lại gần, hắn nhấc cánh tay ướt xuống, từ từ nâng cầm nàng lên và nói, nàng ngoan ngoãn nghe lời, ta tự nhiên sẽ đối xử tốt với nàng. Từ lúc bị hắn kéo đi lúc nửa đêm, sau hai ngày trời, đây là câu đầu tiên hắn nói với nàng. Tiểu Kiều và hắn mắt nhìn nhau trong chốc lát, khóe miệng từ từ cong lên thiếp đã biết. Phu quân còn dặn dò gì khác không? Ánh mắt ngụy thiệu từ đôi mắt lấp lánh của Tiểu Kiều dần xuống dưới, phủ lên đôi môi nàng, ngáy ngọc, vai xinh, cuối cùng cũng dần dần lấp đầy đường nét nửa bộ ngực của nàng in trên mặt nước, yết hầu ngụy tiệu chuyển động, nhưng không hề phát ra tiếng. Tiểu kiều đợi một lúc, bèn chuyển người thoát khỏi vòng tay ngụy tiệu, tay bám lấy thành bồn, từ từ ra khỏi mặt nước, nhanh chóng lấy quần áo che cơ thể mình. Chỉnh trang xong, nàng leo lên giường ngủ, phải mất một lúc lâu sau ngụy tiệu mới ra khỏi phòng tắm, sắc mặt hơi, thối. Đêm đó hai người cùng ngủ trên giường hắn dường như đứng trước trận chiến của hai gia đình mà chẳng thèm động đến nàng. Sáng hôm sau, sau khi tiểu kiều tỉnh giấc, tỷ nữ liền bưng áo gấm đi vào, hầu hạ nàng rửa mặt thay trang phục. Sau hai ngày quần áo bụi bẩn, cuối cùng hôm nay tiểu kiều cũng có thể mặc áo gấm chỉnh tề, coi như cảm tạ đại ơn đại đức của ngụy thiểu. Nàng rửa mặt xong, người hầu liền bưng thức ăn lên, ngụy thiệu theo đó cũng bước vào. Hắn không nói, nàng cũng chẳng nói lời nào, hai người mặt đối mặt, mắt to mắt nhỏ lườm nguyết nhau cùng dùng bữa sáng. Bàn ăn được dọn đi, cuối cùng Ngụy Tiểu cũng nói chuyện, hôm nay ta sẽ lên đường đi Tấn Dương trước, nàng cứ ở lại đây, chờ Xuân Nương đến thì lại lên đường. Không cần vội, cứ đi từ từ, ta để giả tư lĩnh 500 binh sĩ hộ tống nàng. Tiểu Kiều nói, cảm ơn phu quân sắp xếp chu toàn. Ngụy Tiểu thấy nàng chẳng thèm ngừng mặt lên nhìn mình, nhớ lại cảnh nàng không muốn tắm nguyên ương cùng mình tối qua, bỗng dừng lại, nhấc chân định đi xong cuối cùng lại thôi, ngoảnh lại nói, không phải ta không muốn đi cùng nàng, mà là bên tấn dương xảy ra chút chuyện, cần ta đến đó. Ta cũng không muốn nàng phải đi đi lại lại vất vả, cho nên để giả tư dẫn theo 500 tinh binh đưa nàng đi. Nàng đừng quá lo lắng, đường đi nhất định sẽ không sao. Tiểu Kiều đáp, chính sự quan trọng, phu quân cứ đi trước. Ngụy Tiểu cố nén cơn giận trong lòng xuống, quay đầu bước đi quả nhiên mới sớm tinh mơ ngụy Tiểu đã rời khỏi trác quận để tiểu kiều ở lại trong dịch xã ban ngày phu nhân trưởng quận đến thăm tiểu kiều ở bên hầu hạ nàng đến tối xuân nương và hai thị nữ khác ngồi xe ngựa cũng tới nơi ở lại dịch xá thêm một đêm ngày hôm sau tiểu kiều ngồi một chiếc xe ngựa khác đầy đủ tiện nghi có thể chứa đến 10 người đằng sau là giả tư và 500 binh lính hộ tống đi về phía tấn dương đại quận bên tấn dương là ô châu bây giờ đều thuộc sự quản lý của ngụy tiểu một đường suôn sẻ không chút trở ngại nào. Đi qua đại quận, vào Bình Thành, đi qua quận nhạn Môn là đến Tịnh Châu. Tiểu Kiều cũng không vội nên ngày đi đêm nghỉ, không nhanh không chậm, mất khoảng 25 đến 26 ngày. Đến đầu tháng 3 cuối cùng cả đoàn cũng đến thành Tấn Dương. Hôm Tiểu Kiều đến tòa thành cổ Tấn Dương này, thời tiết rất đẹp. Gió thổi vuốt ve ra mặt, mang theo hơi thở mùa xuân đang đến gần tuy hành trình đi lần này rất bình thản nhưng dỗ sao ngày nào cũng đi, lại sóc này, một tháng sau người thấy rất mệt mỏi, mãi sau cũng quen dần, sức khỏe cũng tốt hơn chút. Cuối cùng hôm nay cũng vào thành, nàng và Xuân Nương ngồi cùng xe, đẩy cửa sổ xe ra, phong tầm mắt ra ngoài là cánh đồng xanh biêng biếc. Tâm trạng cũng phấn khởi hơn, cả quãng đường thuận buồm xuôi gió, đi qua kênh đào là đến cổng thành. Xe ngựa băng qua những con phố thoáng mát sạch sẽ, nàng được đưa đến trước cửa một tòa nhà ở phía bắc được canh phòng nghiêm ngặt rồi xe dừng lại đây chính là nhà thự tấn dương ngụy thiệu nghỉ lại chỗ này khi đến đây quản sự biết nữ quân sẽ đến vào hôm nay từ trước và đã đứng chờ ngoài cửa từ lâu khi thấy một nữ tử xinh đẹp xuống xe ngựa hắn biết ngay là yến hầu phu nhân vội vàng nghênh đón vào trong tiểu kiều vào trong thì mới biết ngụy thiệu không ở trong thành tấn dương mà hắn đã đến quận tây hà quân hầu đã rời khỏi thành từ năm sáu ngày trước chắc hẳn hai ngày nữa sẽ nhanh chóng trở lại quản sự thấy nữ quân vừa đến không thấy quân hầu có lẽ rất thất vọng cố ý giải thích tiểu kiều mỉm cười gật đầu cũng vào ngày hôm đó nàng vội vàng thu xếp hành lý đến đêm sau khi tắm rửa xong đi nghỉ từ sớm đêm đó ngủ rất ngon hôm sau tự nhiên tỉnh lại cảm thấy tinh thần phấn chấn gần như không còn cảm giác mệt mỏi trên đường đi nữa Ngụy Thiệu không có ở đây, Tiểu Kiều mới đến cũng không có chuyện gì. Mấy ngày khởi hành, ăn rồi ngủ, ngủ lại ăn, ở trong nhà thự đi dạo đến phát chán, một ngày nhanh chóng qua đi. Hai ngày sau, Xuân Nương nói hôm vào thành nhìn thấy hai bên đường phố có cửa hàng treo bán da dê con. Bà đã nghĩ định mua vài cái để làm vỏ gối cho mùa đông, cực kỳ tốt, nhưng lại sợ thời tiết sẽ ấm dần lên nên muốn nhân hôm nay đi qua chọn mua một cái. Tiểu Kiều vốn nhàn rỗi, thay đổi quần áo bình thường, đeo khăn che mặt lên rồi ra ngoài đi dạo với Xuân Nương. Quản sự biết nữ quân muốn đến khu dân cư phía nam, sợ có chuyện xảy ra liền tự mình dẫn đường hộ tống. Tiểu Kiều ngồi xe ngựa ra ngoài, dần dần đến đằng sau chợ rồi xuống xe đi bộ. Chầm chậm đi dạo, đến sạp hàng bán ra dê Xuân Nương nhắc tới, chọn 4 năm tấm, trả tiền, cất đi, lại chầm chậm đi bộ trở về, thuận tiện mua thêm một ít chỗ khác đang định cất bước thì nàng thấy đám đông tụ tập, một người đàn ông trung niên vừa gõ chiêng đồng vừa nói to mời chào. Hóa ra là sạp hàng bán nô lệ, người bị bán, có nam có nữ, nam khoác phát, nữ kết trùy, tất cả đều là người Khương không biết bị bắt từ đâu đến. Ai ai cũng đâu tóc rối bù, bị trói hai tay. Quần áo trên người lam lũ, mấy nữ nhân càng áo rách quần manh, lộ ra toàn vết bẩn xám đen trực ngực rồi bụng, người đi đường vây quanh xem nhìn chằm chằm rồi chi chi trò trò, trong ánh mắt đều là dâm tà bị ổi. Vẻ mặt mấy nữ tử người Khương đều thẫn thờ, trông không khác gì tượng gỗ, chẳng có chút phản ứng nào. Tấn Dương Thành chỉ sở tại của quận Thái Nguyên, xưa kia từng là kinh thành của nước Triều, cùng với Phạm Dương, Ngư Dương, Tín Đô đều là những thành chứ danh của phương Bắc. Ngoài người Hán, cư dân ở đây đều là người Khương được quy hóa từ dân tạp cư từ xưa. Từ xưa người Khương đã chịu thương chịu khó, phụ nữ sinh con trai cũng không ngại tránh gió tuyết, tính cách kiên cường lại dũng mãnh. Lấy hy sinh trên chiến trường làm may mắn, chẳng may cuối đời chết vì bệnh, có thể được ca ngợi là một dân tộc dũng mãnh mà hương thịnh giàu có. Chỉ là trăm năm qua không ngừng xung đột với dân tộc Hán. Nhưng nay đã quy thuận, địa vị người Khương cũng trở nên thấp kém, phần lớn trở thành gia nô hoặc ấm nô. Đặc biệt là khoảng thời gian Trần Tường chiếm cứ tịnh châu mấy năm trước đây, dân chúng không bị ép nhập ngũ đi chinh chiến thì cũng bị trắng trợn cướp bóc, tình trạng vô cùng bi thảm quản sự thấy nữ quân có ý dừng lại vội vàng che chắn không muốn tiểu kiều nhìn và nói những người này đều là người khương thấp hèn đắc tội với chủ nhân mới bị đưa đến chợ bán nữ quân chớ nhìn tránh bị bẩn mắt tiểu kiều hỏi ở đây vẫn ngang nhiên mua bán khương nô ở chợ thế này ư quản sự đáp từ xưa đã như vậy đã thành thông lệ ạ à? tiểu kiều trao mày lại liếc nhìn mấy nữ tử người khương quần áo rách nát ấy nàng hơi trần chừ nhưng sau đó vẫn quyết định xoay người rời đi. Vừa mới đi mấy bước lại chợt nghe thấy tiếng ồn ào đằng sau, nàng trông thấy bên trong đám người có một thiếu niên người khương khoảng 10 tuổi đang bò trên mặt đất, xông lên cắn một người làm dáng muốn mua, thực tế là gã đàn ông thủ đoạn đó vươn tay muốn sờ ngực nữ tử người khương kia. Thiếu niên cắn chặt không buông tha. Gã đàn ông bị đau, kêu gào thành tiếng, đến khi được người cứu ra đã đầy máu me rồi. Gã giận dữ, sai người đè thiếu niên kia xuống đất, rút roi ra ra, vừa mắng vừa liên tục quất roi xuống đầu cậu vô cùng tàn nhẫn. thiếu niên kia vô cùng cuột cường, hai mắt vằn lên sự tức giận, liên tục dùng tiếng hán thành thạo cao giọng hét lên: chúng ta vô chủ, ta và tỷ tỷ đang chăn dê trong núi đằng sau nhà thì bị đám người xấu này bắt đi. gã đàn ông giận dữ, không quất roi nữa mà lại gần liên tục đá vào đầu thiếu niên, nghiến răng nghiến lợi mắng tiện nô. ai bảo mày ăn nói linh tinh? thiếu niên vỡ đầu chảy máu đầu bị dày của gã kia dẫm mạnh xuống mặt đất, người không ngừng dẫy ruộng muốn thoát ra. Nữ tử người Khương vẫn còn đang thẫn thờ bỗng khóc to lên, lại gần, quỳ xuống, dập đầu xin gã kia tha cho. Người xung quanh tụ tập ngày càng nhiều, trong đó có nhóm 4 năm người, đều là dân bản xứ cải trang. Có một nam nhân khoảng 25, 26, vầng trán cao, mắt sáng ngời, thấy cảnh này, trong mắt đều là khói mù dày đặc. Bên cạnh hắn có mấy tùy tùng theo sau, cũng không chịu nổi nữa. Từ trong đám người, một người khương tính tình mạnh mẽ hung hăng nhất, chán nổi đầy gân xanh, nghiến răng nghiến lợi, nói là người Hán các người bắt người tộc ta đến đây. Siết chặt tay thành nắm đấm tiến lên, nhưng bị nam từ kia ngăn cản, dừng bước. Chương 100. Chuyển ngữ, vui in. Khương Mãnh Nương theo ánh mắt điêu mạc, nhìn thấy một nữ tử mang mặt nạ đỏ thẫm dưới sự bảo hộ của đám người đang bước đến người nha kia ở biên giới phía tây người Hán và người Khương ân oán luôn nặng nề. Nhưng không giống mâu thuẫn với hung nô, ngoại trừ nguyên nhân khách quan là tranh giành lãnh thổ, thì cũng có thêm nguyên nhân là do nhà Hán cai trị không thỏa đáng nữa. Một màn vừa rồi, Tiểu Kiều mặc dù cũng thấy khó chịu, nhưng nghĩ lại dù sao cũng sẽ thế này, bản thân vừa mới tới nơi này, cho dù có ngụy Tiệu làm chỗ dựa, cũng không nên tùy tiện đụng chạm đến những những lợi ích của những cường hào nơi đây, vì thế do dự một hồi vẫn quyết định rời khỏi ấy vậy mà lại không ngờ lại xảy ra chuyện thế này. Nghe đến người thiếu niên gọi, tỷ tỷ kia, vì bảo vệ nữ tử người Khương mà bị đánh tàn nhẫn, vẫn cưng rắn không chịu cúi đầu, chẳng biết vì sao, lại nhớ đến đệ đệ kiều tử của mình, sao có thể tiếp tục nhịn nữa, xoay người bước lại. Quản sự thấy nữ quân không nghe lời khuyên của mình, xem ra là muốn can thiệp, đành phải đi theo. Thiếu niên bị đánh đến mắt sưng vù, miệng đầy máu, gã trung niên người nha kia vẫn chưa hà giận, đá cậu văng đến bên cạnh nữ tử người Khương đang khóc lóc cầu xin, tiếp tục đánh, chợt nghe phía sau truyền đến tiếng nữ tử, dừng tay. Người nhà quay đầu lại, nhìn nữ tử đeo mặt nạ đỏ thấm, sướng sờ. Vùng phía tây này có nhiều gió cát, phụ nhân ra ngoài thường đeo khăn trùm đầu, che chắn gió cát là điều thường thấy. Lại quan sát một chút, cách một lớp lụa mỏng, mặc dù nhìn không rõ dung nhan, nhưng mơ hồ vẫn có thể nhìn được đại khái đường nét ngũ quan, trực giác cho thấy đó là một phụ nhân có dung mạo xinh đẹp, lại nghe được giọng nói của nàng, trong trèo thánh thoát, vô cùng dễ nghe, có lẽ còn trẻ tuổi. Lại đánh giá siêm y của nàng, mặc dù chất lượng tốt, nhưng cũng không phải quá xuất sắc. Cuối cùng nhìn đến tùy tùng của nàng, một người đàn ông trung niên dâu dê cùng một bà vú già. Phỏng đoán nàng là phu nhân trẻ tuổi xuất thân từ một gia đình trung lưu. Kẻ người nha này họ hồ, có chỗ chống lưng, bình thường căn bản không thèm để những gia đình trung lưu trong thành tấn dương này vào mắt. Vốn lại là một kẻ háo sắc, trong lòng liền nổi lên tàn niệm, rất muốn vén cái khăn che mặt kia ra ngó giòm. Quả thật nghe theo lời nàng dừng lại, cười hì hì nói, nàng là phu nhân nhà nào, không ở nhà xe chỉ luồn kim cho tốt, đến nơi này làm gì. Quản sự nổi giận, nghiêm giọng quát, láo sược, người có biết. Tiểu kiều ngăn quản sự, nhìn thấy mấy chục người khương bị trói dưới đất, lạnh lùng nói, những người này bao nhiêu tiền, ta mua hết. Quản sự sừng sốt, người nha và đám bên cạnh xem náo nhiệt cũng sừng sốt. Lúc định thần lại, chân chờ một chút, hỏi, nàng muốn mua hết. Tiểu kiều đáp, lời của ta, người nghe không hiểu. Đám người nha bây giờ mới tin, ngẫm nghĩ một lúc, ra một cái giá hơi cao, vốn còn cho rằng nàng sẽ trả giá, không ngờ nàng đến ánh mắt cũng không chấp lấy một cái, nói đem toàn bộ người đem đến thành nha thự bắc thành cho ta đưa đến xong tiền trao cháo múc đám người nha giật mình năm ngoái tịnh châu đổi chủ yên hầu ngụy thiệu thay trần tường trở thành người đứng đầu tịnh châu những gia đình giàu có nơi đó đều đợi ngụy thiệu đến để lôi kéo làm thân đặt chân đến không lâu mới truyền ra tin tức yên hầu đến tấn dương ở tại nha thự của thành bắc vừa mới tới mấy ngày các gia đình giàu có ở tấn dương nghe được tin tức này liên tiếp thay nhau tới cửa bài kiến tặng mỹ nhân dâng vàng bạc thiếu chút nữa đạp gãy cả cửa hạm ngụy thiệu ở nhà thự phía bắc thành người nha đương nhiên biết rõ phu nhân này mở miệng nói đem người đến nơi đó gã người nha do dự một chút thở dò xét hỏi phu nhân đang đùa ta sao nhà thự đâu phải là nơi có thể tự ý đưa người đến chứ hắn đã đổi giọng gọi nàng là phu nhân tiểu kiều lạnh lùng nói ta bảo người đưa người cứ đưa tới cho ta là được sao lắm lời thế gã người nha lập tức nghe ra ngữ khi nghiêm khắc của người bề trên nhất thời không dám làm điều sằng bẩy liền đổi sắc mặt một mực cung kính luôn miệng vâng dạ lại quay đầu lớn tiếng quát những người khương đang bị trói liền với nhau trên mặt đất kia họ nghe lệnh đều đứng hết lên những người khương này cũng giống như người thiếu niên kia thực chất không phải là tù binh mà là những người vô tội ở các tộc người khương khác nhau sống ở sông hoàng bị bắt tới đây Đám người này, vốn dĩ ban đầu có sắp xỉ trăm người cùng bị bắt, họ đi từ sông Hoàng đến đây đường xá gập ghềnh, trôi giạt, rồi bệnh, rồi chết, cuối cùng chỉ còn lại mấy chục người. Phần lớn trong số đó không biết nói tiếng Hán, nghe cũng không hiểu. Chỉ biết là vị phu nhân trẻ tuổi đeo mạng che này đã mua mình. Cũng không rõ từ giờ sẽ ra sao, lão đảo bị xua đuổi đi về phía trước. Tiểu Kiều đến bên cạnh thiếu niên trẻ tuổi kia, thấy cậu tựa như đang thoi thóp, liền lệnh cho quản sự mang cậu lên xe ngựa. Quản sự thấy thiếu niên bẩn thỉu, toàn thân toàn là máu, chân chờ một chút, không ngờ thiếu niên này lại vô cùng ngoan cường, tự bò từ mặt đất đứng lên, cúi người thật thấp trước tiểu kiều nói, ơn cứu mạng của ân nhân, ta sẽ không bao giờ quên. Trên người ta dơ bẩn, không dám làm dơ xe của ân nhân, một mình ta có thể tự đi. Tiểu kiều nhìn khuôn mặt cậu mặc dù bẩn thỉu nhếch nhác, nhưng đôi mắt lại vô cùng trong trẻo, lời nói cũng nho nhã lệ độ, dường như là một người được giáo dục tốt, càng có hảo cảm với cậu, liền mình cười gật đầu một cái. Xuân nương dễ mềm lòng, tự mình đi tới cởi trói cho nữ tử người Khương kia. Nữ tử người Khương hướng tiểu kiều dập đầu liên tiếp bảy tám cái, sau đó đi tới bên cạnh người thiếu niên, miệng nói một chàng những lời mà tiểu kiều nghe không hiểu, chắc là hỏi tình trạng vết thương của cậu. Thiếu niên lắc đầu, dường như đang an ủi nàng ấy mấy câu, rồi xoay người tập tĩnh đi theo đoàn người Khương kia nữ tử người Khương đỡ cậu, vẻ mặt cung kính. Điều này làm Tiểu Kiều cảm giác hai người này dường như không phải là tỷ đệ. Ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, Tiểu Kiều cũng không nghĩ nhiều nữa, rời khỏi khu chợ dưới cái nhìn chăm chú của vô số con mắt, lên xe ngựa trở về nha thự. Những người xem náo nhiệt bắt đầu bán tán về lai lịch của tiểu phu nhân thần bí, bàn tán một rồi cũng dần tản đi. Cuối cùng chỉ còn lại vài người đứng ở đó. Khương Mãnh nói, Vị phu nhân kia lai lịch thế nào mà lại ở nha thự tấn dương? Chẳng lẽ có quan hệ với Yên Hồng? Điều mạc không nói, chỉ nhìn về phía che ngựa chờ vị tiểu phụ nhân kia đang dần dần đi xa, đến khi không nhìn thấy nữa mới thu hồi ánh mắt. Chủ nhân, lúc nãy trong nháy mắt thuộc hạ nhìn thấy trên cánh tay thiếu niên kia có hình xăm của tộc ti hòa. Một tùy tùng khác bỗng nói. Khương mãnh sừng sốt, sau đó vẻ mặt khinh thường, hóa ra là người ti hòa bám vào người Hán mà sống, bị cướp làm nhục như thế cũng đáng lắm. Ti Hòa là một nhánh tộc người Khương sống ở Lũng Tây. Lão tộc trưởng bây giờ tên Nguyên Vượng, ông làm tộc trưởng đã hơn 40 năm, khá thông tuệ, hướng dẫn tộc nhân làm nông xây nhà cửa, dần dần đổi từ du mục sang định cư, dân số cũng càng ngày càng đông, là tộc người có tiếng tăm trong cộng đồng người Khương. Chỉ là sau này, người Ti Hòa cũng giống như số người Khương còn lại ở Lũng Tây, bị trần tường với thứ sử lương châu Phùng Chiêu chèn ép, bị bắt phải tha hương. Tháng trước Điêu Mạc mưu đồ tấn công thượng quận, từng mời tộc Hòa Ti cùng tham chiến, nhưng lại bị tộc trưởng Nguyên Vượng từ chối. Người Ti hỏa án binh bất động, sau thất bại đó, Khương mãnh nhắc tới tộc Hòa Ti không dám tham chiến luôn cảm thấy coi thường. Điêu Mạc nói, mỗi người một chí hướng, tộc trưởng Ti hỏa đức cao vọng trọng, không xuất binh cũng ngô ải có suy tính. Ta rất kính trọng ngài ấy, người bất ăn nói bậy bạ. Khương mãnh nghe hắn nói thế, mới ngậm miệng. Điều mạc trầm ngâm, trước mắt hiện lên dáng vẻ của người thiếu niên kia, đột nhiên cảm thấy có chút quen thuộc. Nhất thời không thể nhớ ra là đã nhìn thấy ở đâu. Trần chờ một chút, phân phó một tùy tùng đi điều tra. Sau đó mang người ra khỏi thành. Tiểu Kiều mua một lúc hai mươi ba mươi mấy nô lệ người Khương, quản sự thật sự không hiểu nổi. Chỉ vì phu nhân thích thế, làm hạ nhân lại không dám ho he nửa lời chuyện đầu tiên sau khi trở về là lệnh cho nhóm người khương này đi gội đầu tắm rửa sạch sẽ sau đó mặc y phục của người hán mỗi người được phát một đôi giày sau đó được mang đi ăn cơm mỗi người được phát hai cái bánh còn cháo thì không giới hạn đợi nhóm người khương ăn xong quản sự liền đi hỏi tiểu kiều dự tính để cho cho họ làm công việc gì tiểu kiều cũng không biết nên để cho họ làm gì ban nãy mua họ về là do kích động mà thôi nghe quản sự hỏi xong Bộ dạng đợi mình phân phó, liền nói là đi hỏi họ xem, muốn đi đâu thì đi, không được phép ép buộc họ lại. Quản sự trợn mắt há mồm, thì ra phu nhân vung tiền mua một đống nô lệ người Khương chỉ để chơi thôi. Hắn không dám hỏi gì nữa, xoay người, gọi một người biết nói tiếng Khương tới, rồi đi hỏi nhóm người Khương kia. Nhóm người Khương ban đầu không dám tin mình lại có vận may tốt thế. Đầu tiên là được mua rất thuận lợi, chẳng những có quần áo mặc được đi giày, lại còn được ăn một bữa cơm. Vốn cho rằng được như thế đã là tốt lắm rồi, lại không ngờ vị phu nhân trẻ tuổi kia thả mình đi. Mới đầu không ai tin cả, đều tròn mắt nhìn nhau, sau đó biết đây là thật thì có mười mấy người rời đi, cuối cùng còn lại một nửa không chịu đi, nói là con đi cũng không còn nhà nữa, mà đường xá lại xa xôi, chưa chắc còn sống mà trở lại khu vực sông Hoàng, chỉ muốn ở lại phục vụ phu nhân. Nam có 12 người, nữ có hai, đều còn rất trẻ quản sự thấy người đuổi cũng không đi, lại xoay người đi bẩm báo lại Tiểu Kiều. Tiểu Kiều nghĩ một chút, để cho nam tạm thời làm tạp dịch, còn nữ thì cho giặt rũ. Nếu không có việc thì nghỉ ngơi cho tốt, đợi nàng nghĩ ra sẽ phân phó tiếp. Sau đó dặn dò an bài cho họ ở ngoài viện, không cho phép đi vào trong viện. Đây cũng là để an toàn, dẫu sao nàng đối với nhóm người Khương này không có ác cảm gì, nhưng chưa chắc người ta có âm mưu với nàng hay không cuối cùng còn lại đôi tỷ đệ kia, Tiểu Kiều phân phó quản sát cho họ một phòng ở, rồi gọi lang Trung đến chữa trị vết thương cho thiếu niên. Quản sự từng việc từng việc tuân theo. Mấy ngày sau vết thương của thiếu niên người Khương cũng đã khá hơn nhiều. Cậu xưng tên một chữ viên, rồi lại cảm ơn nàng. Lúc nhìn Tiểu Kiều, đôi mắt sáng ngời trong suốt, tràn đầy vẻ cảm kích. Ngày đó cậu một thân bẩn thiều, Tiểu Kiều chỉ để ý đến đôi mắt trong trẻo sáng ngời không ngờ sau khi tắm rửa sạch sẽ, thay y phục thì diện mạo của cậu lại sáng sủa như vậy. Nam tử người Khương vì để nhớ đến tổ tiên, có thói quen dễ ngôi, trên trán đeo một giải khăn vắt ngang chán. Thiếu niên tên viên này, tóc đen xóa vai, da trắng như tuyết, đứng ở đó tựa như một thân cây trúc, nếu không phải trên trán và khóe mắt còn mang thương tích, có lẽ sẽ có điểm giống bộ dáng tiểu đệ kiều từ khi 12-13 tuổi của nàng. Tiểu kiều càng cảm thấy thân thiết, chỉ là càng nhìn lại càng cảm thấy cậu và nữ tử người khương kia không giống như tỷ đệ ruột nếu không phải tỷ đệ ruột vậy cùng bị cướp bán nhất định là có ẩn tình nhưng nàng cũng không tiện hỏi huống chi ngày đó mua cậu cũng chỉ một phút bốc đồng nàng cũng không muốn đi nghe ngóng ẩn tình của người khác cười nói người không sao thì tốt ngày đó những người đi cùng ngươi có một số đã rời đi rồi đợi ngươi dưỡng thương khỏi nếu muốn đi thì cứ đi ta sẽ không ngăn cản Tối hôm đó, Xuân Nương đang ở trong phòng may vá, nói chuyện phiếm với Tiểu Kiều. Đây đã là buổi tối thứ 10 kể từ khi Tiểu Kiều đến Tấn Dương rồi. Ngụy Tiểu vẫn chưa trở về, quản sự cũng không có tin tức gì mới. Không chỉ có Xuân Nương, thực ra trong lòng Tiểu Kiều cũng thấy có chút không đúng. Xuân Nương liếc Tiểu Kiều đang nhòi người trên bàn vẽ tranh, không nhịn được nói, nữ quân đã đến đây nhiều ngày rồi, cũng không biết nam quân bao giờ mới trở về nữa. Tiểu Kiều không đáp lời bà. Xuân nương lại nói, hay là nam quân chưa biết nữ quân đến nhỉ? Nữ quân dù sao cũng rảnh rỗi, sao không viết cho nam quân một phong thư nhỉ? Tiểu Kiều vẫn dán mắt vào tranh, cuối cùng thuận miệng cười đáp, vậy xuân nương nói xem, trong thư ta nên viết gì được? Xuân nương vội nói, thì nói nữ quân vang lên tiếng bước chân, quản sự đi vào nói, quận tây hà mang thư tới cho nữ quân. Tiểu Kiều ngước mắt lên nhìn, ngừng bút Xuân Nương vội vàng đứng lên nhận thư, vui vẻ trở lại đưa cho Tiểu Kiều, thật là trùng hợp. Vừa mới bảo nữ quân viết thư cho Nam quân thì thư của Nam quân lại đến rồi. Tiểu Kiều nhận lấy phong thư được đóng si cất trong ống trúc, mở ra, nhìn một cái, lông mi khẽ run lên, ánh mắt liền bình ổn lại. Xuân Nương đang hào hứng chờ Tiểu Kiều nói chuyện, đột nhiên thấy thần sắc nàng khác thường, nụ cười cũng dần dần tan biến, bất an hỏi, xảy ra chuyện gì thư là do công tôn dương viết ông và ngụy thiệu đều đang ở quận tây hà ba ngày trước ngụy thiệu vốn quyết định trở về tấn dương để công tôn dương ở lại quận tây hà phòng ngự trước khi đi lại này suy nghĩ mang theo một nhóm nhỏ cùng công tôn dương đi thăm dò địa hình không ngờ lại bị tập kích lúc đó ngụy thiệu bảo vệ công tôn dương ra khỏi vòng vây nhưng bản thân không cẩn thận bị một mũi tên xẹt qua tay vốn tưởng rằng vết thương nhẹ ngụy thiệu lúc đó cũng không để tâm nhưng mũi tên kia lại có độc, may mà cứu chưa kịp thời, tính mạng không có gì đáng ngại. Nhưng độc trong cơ thể Quân Hầu chưa được giải hết, cơ thể vẫn còn yếu, hiện giờ đang dưỡng thương. Quân Hầu không muốn để cho nữ quân biết được, nên đã nghiêm lệnh không cho phép truyền tin. Công Tôn Dương lại cảm thấy hổ thẹn vạn phần, biết Nam quân đang ở Tấn Dương, không dám giấu giếm, nên cố ý viết thư hồi báo tác giả có lời muốn nói, bất chi bất giác đã 100 chương dài tương đương giải hoa nào tương đương. Chương 101 Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio. Quận Tây Hà có một vùng giáp danh với Thượng Quận, Hoàng Thủy và Lương Châu. Thế lực của Thứ Sử Lương Châu, Phùng Chiêu và nhóm người tộc Khương gồm Thiêu Đương Khương, Ti Hòa Khương Sen kẽ như răng lược, phía Bắc còn thông với Hung Nô, tình thế rất phức tạp cho nên dễ xảy ra hỗn chiến từ năm trước khi bắt đầu chiếm lấy tịnh châu chuyện đầu tiên mà ngụy thiệu làm là tập trung quân lực để bình định tây hà xây dựng hàng rào trên 20 mươi dặm tuyến đường hắn để cho ba người trương kiểm lý sùng và ngụy lương trấn thủ có thể thấy ngụy thiệu quan tâm tới việc bình định khu vực này ra sao vốn tình hình đã được khống chế rồi từ khoảng giữa năm cho đến cuối năm ngoái khắp nơi đều yên bình vô sự không ngờ vào đúng đầu năm nay thiêu đương khương bắt đầu gây khó dễ kỵ binh tập kích vùng thượng quận bởi vì binh lính đã có đề phòng trước, cho nên họ nhanh chóng cản lùi, không gây tổn thất gì quá lớn. Ngụy Thiệu nghi ngờ chuyện này có liên quan đến Phùng Chiêu ở Lương Châu, vì thế hắn mới tự mình từ U Châu tới đây cùng đóng giữ. Mấy ngày trước, sau khi sắp xếp xong chuyện phòng thủ ở Tây Hà, hắn định quay về Tấn Dương trước một chuyến. Bởi vì trước khi đi, hắn chỉ dẫn theo một nhóm nhỏ tùy tùng, sau khi tới thăm dò địa thế ở trường thành tịnh biên, bất ngờ lại bị mấy trăm nhân mã của Phùng Chiêu tập kích, Tên bắn như mưa. Để bảo vệ công tôn dương cùng đi với mình được lui quân an toàn, chính ngụy thiệu lại bất cần bị tên độc bắn vào phần cánh tay. Sau khi quay về thì nằm bẹp, nghỉ ngơi hết bảy tám ngày trời. Đến đêm, hai bờ sông tây hà tối mịt mù, trong doanh chạy tiêu điều và yên ắng chỉ có tiếng bước chân của binh lính tuần tra đi qua tấm ván gỗ trên thành. Trong doanh trướng của ngụy thiệu, đèn nến sáng trưng. Sau khi nhóm trương kiểm, lý sùng và ngụy lương tới thăm sắc mặt ngụy thiệu tái nhợt hơn bình thường nhưng tinh thần rất tốt lúc này đây hắn không nằm nghỉ mà nghiêm túc ngồi ở sau chiếc án thắp đèn nói chuyện với công tôn dương trên mặt án là một tấm địa đồ được vẽ bằng da dê dài khoảng ba thước ánh mắt ngụy thiệu nhìn bản đồ chăm chú theo lời nói đĩnh đạc của công tôn dương trước mắt họ lại xuất hiện hy vọng liên quan tới vùng đất ở trên tấm bản đồ tiêu diệt được phùng chiêu tay chân của hạnh tốn từ ngày xưa tới giờ bình định được Hà Tây thì họ có thể mở ra con đường giao lưu cùng Tây Vực. Quan trọng nhất chính là, hướng về phía Bắc, họ có thể ngăn cách binh lính tộc Hương và Hung Nô. Đây mới là trọng điểm trong ý nghĩa tòng quân. Chỉ có giải quyết được mầm hòa hậu phương, hắn mới có thể thoải mái dẫn binh về phía Nam. Vì sao binh mã Lương Châu lại mạnh lên? Bởi vì trong đó có 20.000 người là binh lính tộc Khương Hồ bị dụ rỗ xung quân. Công Tôn Dương nhận xét. 30 năm trước, trong thời gian Lý Công là giáo ý hộ Khương, rất nhiều người thiêu đương Khương đã tin tưởng và quy hàng ông ấy, số lượng lên đến mấy trăm ngàn. Lũng Tây Bình An mấy chục năm, đáng tiếc là sau khi Lý Công bị gian thần hãm hại, chết oan trong mục của triều đình. Trong sử sách có nói, Khương quý quan thanh, chưa có tám độ ý coi thường tiền bạc, hướng thanh liêm, làm việc lớn, có thể thấy được, người Khương hồ trung dũng như thế nào, họ kính trọng những vị quan thanh liêm, nhưng mà sau khi chuyển đi, tập tục khác biệt, ngôn ngữ cũng không quen, họ hoàn toàn không thể hòa hợp với người Hán, vì thế hai bên đều phòng bị lẫn nhau. Sau khi triều đình phái hộ khương giáo ý, tên là Lý Công, lấy danh là hộ khương, ấy vậy mà chẳng những không ai có thể lấy lễ để làm tròn nhiệm vụ. Họ còn xúi dục ly gián, tham tàn không chán, lúc này lại xung đột kịch liệt, bắt đầu phản loạn, thậm chí còn liên hợp lại cướp quận huyện. Ngụy Tiểu chăm chú lắng nghe. Việc cấp bách của Chúa Công bây giờ là phải bình định biên cảnh người Khương có thể chiêu an, lúc này nên chiêu an mới tốt, quy phục là chính. Chỉ cần người Khương đều quy phục thì Phùng Chiêu không có gì đáng sợ. Loại được Phùng Chiêu, nếu không có binh lính Lương Châu, hạnh tốn như mất đi móng vuốt, chẳng còn gì phải sợ. Công Tôn Dương nói tiếp, bây giờ, Khương Hồ có hai tộc lớn nhất là Thiêu Đương và Ti Hòa. Thiêu Đương thì lính mạnh, còn tộc trường Ti Hòa lại đức cao vọng trọng, người Khương ở cả vùng Hoàng Thủy không ai là không biết tiếng ông tháng trước tập kích người thượng quận cũng là do thiêu đương, ti hòa không tham dự. Chúa công nên ra tay với ti hòa trước, nếu chúa công tin ta, ta sẽ thay chúa công đi ti hòa một chuyến, truyền đạt tâm ý của ngài. Chỉ cần ti hòa quy phục trước, còn lại nhược khương, tham lam khương, trung khương nhất định sẽ làm theo. Về phần thiêu đương, cho dù không hàng đi nữa thì sao họ có thể chống lại quân tiên phong của chúa công được đây? Ngụy Thiệu lắc đầu ngay lập tức, kế này của tiên sinh rất hay nhưng mà tiên sinh không nên tự mình mạo hiểm, ta sẽ phai sứ giả khác được rồi. Công Tôn Dương trả lời, vì cứu kẻ đê hèn này mà chúa công đã liều mình như thế, may mà ngài cắt nhân tiên tướng, nếu không Công Tôn Dương có chết vạn lần cũng khó lòng hết tội. Chỉ thay người đi đến Hoàng Thủy có một lần, phí vài câu miệng lưỡi thì có gì mà mạo hiểm được đây. Để người khác đi ta lại không an lòng, vì đại kế của chúa công, kính xin ngài đồng ý. Lúc Ngụy Thiệu trần trừ, Công Tôn Dương cười nói, nếu sau này có thể thu phục được Khương Hồ, chúa công có thể ủy thác cho người tin tưởng nhận trách nhiệm giao ý hộ Khương, lấy lễ để quản thúc, để ý chuyện oán thù, giải quyết khó khăn, lo gì Tây Cảnh còn bất định. Tây Cảnh được yên bình, chuyện mưu đồ đại sự, thậm chí là việc mở mang bờ cõi, với uy tín của chúa công, vươn tới Tây Vực cũng không phải là không có hy vọng. Trong đôi mắt ngụy Tiểu Ánh lên tia sáng, hắn cười nói, vậy thì lại làm phiền quân sư rồi. Công tôn dương bảo, vốn là trách nhiệm của ta, sao lại nói làm phiền gì chứ? Tâm trạng của hắn hơi phập phòng, hai tay đặt lên mặt án, ngụy Thiệu bỗng đứng lên rồi nói, nếu có thể chiêu an thành công, ta sẽ nhớ kỹ công lớn của quân sư. Lời hắn còn chưa dứt, đầu óc bỗng cảm thấy choáng váng, cơ thể hơi trao đảo một chút, mặc dù là động tác cực nhỏ và ổn định rất nhanh, hắn tiếp tục chuyện trò vui vẻ nhưng lại không thoát được tầm mắt của công tôn dương, ông hoảng hốt đứng lên đỡ hắn, khuyên nhủ trời không còn sớm nữa. Chúa công bị bệnh chưa khỏi hẳn, nên sớm an giấc thì tốt hơn. Ta cáo lui trước. Ngụy Thiệu đẩy cánh tay ông ấy đang đỡ mình, cười cười, ta có phải nữ nhân đâu, gió thổi qua mà còn ngã được à. Chỉ bị thương ở ngoài da chứ mấy, huống hồ đã dưỡng bệnh nhiều ngày như vậy, sao tiên sinh lại làm đến mức này. Ta đã khỏe lắm rồi, chỉ có điều mọi người cứ lo lắng nhiều quá, không cho làm cái này, không cho đụng cái kia bỗng nhiên hắn nghĩ tới gì đó rồi nói tiếp nếu ở đây tạm thời không có việc ngày mai đã sẽ lên đường về tấn dương nếu có việc gấp thì cưỡi khoái mà tới báo ta là được thấy công tôn dương như muốn khuyên nhủ mình hắn xua tay ngắt lời quân sư không cần khuyên nữa đâu sức khỏe của ta thế nào ta là người rõ nhất huống hồ từ đây về tấn dương cũng khá tiện sáng sớm ngày mai ta sẽ lên đường luôn ngày ấy quân hầu chúng tên độc trở về thì nằm suốt ba ngày vừa mới xuống đất được lại nhớ phải quay về Tấn Dương. Đương nhiên công tôn Dương phải liều cả mạng già ra ngăn cản. Ông cũng có hiểu biết về y thuật, với thể trạng của quân hầu bây giờ, kiêm kỵ nhất là bôn ba đường dài, bởi vậy ông mới phải khổ sở khuyên hắn nên tĩnh dưỡng. Khó khăn lắm mới chân an được hắn, nhớ tới chuyện quan trọng về Tấn Dương, ông không kiềm chế được thở dài ở trong lòng, bẩm tấu có chuyện này ta nói ra mong chúa công đừng trách. Ngụy Thiệu nhìn ông có chuyện gì phải trách. Công tôn Dương trình bày, chúa công bị thương cần tĩnh dưỡng, bên cạnh nên có người chăm sóc cẩn thận mới nhanh chóng khỏe lên. Trong doanh trải không có ai thích hợp làm việc này. Ta nghe nói bây giờ nữ quân đã tới Tấn Dương rồi, cho nên mới tự ý quyết định. Mấy ngày trước đã phái người gửi thư tới Tấn Dương báo cho nữ quân biết về tình hình của quân hầu gần đây, mời nữ quân đến giúp. Nếu sau khi nhận được thư nữ quân khởi hành ngay, ta đoán chỉ một hai ngày tới là có thể đến nơi quân hầu không cần quay về nữa, cứ kiên nhẫn chờ đợi là được thôi. Nếu không nữ quân tới đây mà quân hầu bỏ lỡ thì sao được? Ngụy Thiệu sững sờ, hắn trần trừ một lát mới nói chuyện này. Chuyện này, chỉ sợ là không ổn. Trong quân quy có 17 điều, 54 chảm, trong đó có một điều là trong doanh trại không được có nữ nhân. Dù ta là chủ soái nhưng cũng không thể phá vỡ quy định này. Công tôn dương nghiêm mặt, sao quân hầu lại nói tới chuyện này? nữ quân có thể so sánh với nữ tử bình thường vậy được sao? Huống hồ cũng không phải vô cớ mà đón nữ quân vào, vì quân hầu chúng độc bị thương, cần có nữ quân tỉ mỉ chăm sóc mới sớm ngày khỏi hẳn, sao có thể xem là vi phạm quy củ được kia chứ? Trương tướng quân, Lý, ngụy tướng quân cũng mong ngóng nữ quân có thể nhanh nhanh tới đây chăm sóc vết thương của quân hầu. Trong lòng ngụy Thiệu bắt đầu nhảy nhót mất khống chế, nhưng mà ngoài mặt lại càng nghiêm túc hơn, hắn bối rối một lúc mới gắng gượng đáp lời, mặc dù ta thấy không thích hợp nhưng mà quân sư đã gạt ta gửi thư đi như vậy ta đành hắn đột nhiên nghĩ tới trên đường không có nguy hiểm gì cả chứ công tôn dương vội nói chúa công yên tâm ngoài gửi thư cho nữ quân ta còn gửi thư cho cả giả tướng quân có giả tướng quân hộ tống trên đường đi sẽ không cần lo lắng rốt cuộc ngụy thiệu cũng thấy an tâm rồi hắn nghiêm túc gật đầu ta biết rồi cả ngày nay tiên sinh đã vất vả nhiều rồi nhanh về liều trại nghỉ ngơi thôi sau khi công tôn dương đi rồi ngụy thiệu làm gì có tâm tình mà ngủ lăn qua lộn lại trên chiếc giường hành quân trong doanh trại càng muốn ngủ tinh thần càng trở nên minh mẫn cuối cùng hắn bèn đứng lên ngồi sau án đọc binh thư đôi mắt nhìn chằm chằm dòng chữ trên thẻ tre tâm hồn lại từ từ bay bổng hắn biết nàng đã tới tấn dương rồi lúc đầu trước khi hắn bị thương sở dĩ nấn ná không quay lại ngoài việc sự vụ quấn quanh người trong lòng hắn vẫn còn hơi lo lắng dù sao lúc trước sống chết nàng ấy cứ không chịu tới đây mình lại không yên lòng để nàng ấy một mình nên ép buộc nàng tới bây giờ thì hay rồi mặc dù bất ngờ bị thương nhẹ hắn nằm mấy ngày còn choáng đầu hoa mắt nhưng không ngờ lại có thu hoạch khác nàng sắp tới đây rồi lần đầu tiên ngụy thiệu cảm thấy công tôn dương quả đúng là tâm phúc là cánh tay không thể thiếu của mình ngày đó vì cứu ông mà bị trúng một tên Quả đúng là không uổng. Ngụy Thiệu nghĩ tiếp, chờ sau khi nàng ấy đến đây rồi, trước mặt nàng mình nên biểu hiện thế nào đây? Nói cho nàng biết mình không sao hết cả, bảo nàng không cần phải lo lắng, hay là làm dáng một chút cho nàng ấy đau lòng? Quyết định này thật là gian nan quá, còn khó hơn cả chuyện bày binh bố trận lúc hành quân. Ngụy Thiệu nghĩ ngợi hồi lâu còn chưa biết làm sao, bỗng nhiên trong đầu lại nảy ra ý khác. Có khi nào trong lòng nàng ấy vẫn tức tối với mình, cho nên dù biết hắn bị thương, nàng vẫn quyết tâm tàn nhẫn bỏ mặc sự sống chết của hắn. Ý nghĩ đó làm lòng hắn không yên. Nếu nàng quyết tâm tàn nhẫn đến như vậy, biết hắn trúng độc mà không lo sống chết, vậy thì nàng đừng mong mình sẽ khách sáo với kiều gia. Một ngày nào đó hắn hứng lên muốn đánh, nàng đừng khóc lóc van xin mình. Ngụy Thiệu đưa ra một quyết định tàn ác, từ đầu năm tới giờ cũng vì tối hôm đó hắn uống nhiều rượu rồi bảo muốn nàng cắt đứt lui tới với kiều gia nàng ấy bắt đầu tỏ thái độ với mình khỏi phải nói tới chuyện ngủ cùng hắn trong lòng hắn nghĩ có lẽ công tôn dương đã viết thư rõ ràng niềm phấn khích vui sướng và chờ mong lúc đầu bùng lên như thủy triều trong lòng hắn lại từ từ rút hết cuối cùng lại thấy hơi phiền muộn bình thư cũng không xem được gì đúng là mệt thật liên quan tới nữ nhân này cơ thể đã mệt mà lòng còn mệt hơn Bên ngoài màn trướng lúc này đây, lại vang lên tiếng bước chân hỗn loạn từ đằng xa đi lại, xen lẫn với nó là mấy câu nói đã cố hạ âm thanh. Sau khi Tiểu Kiều nhận được tin, sáng sớm ngày hôm sau, nàng gọi giả tư đưa mình tới quận Tây Hà. Không buồn để ý đến khó khăn, một đường cấp tốc suốt cả đêm, cuối cùng cũng tới được nơi này. Xe ngựa vừa dừng trước nha môn, nàng đội nón lá che mặt rồi bước xuống buồng xe thủ vệ phụ trách nha môn bách phu trường đã được công tôn dương dặn trước hắn biết hai ngày này có thể nữ quân sẽ đến đây cho nên vội đi sang tự mình dẫn nàng vào bước nhanh tới đại trướng chủ soái trong lòng tiểu kiều đầy lo lắng nàng vội vã đi theo bách phu trưởng vào doanh đi qua mấy trướng phòng cuối cùng mới dừng lại trước một căn lều lớn bẩm quân hầu nữ quân đến bách phu trưởng thông báo một tiếng bên trong nhất thời cũng lặng thinh tiểu kiều cuốn quá nên vén màn vào thẳng ánh nến trong phòng còn để sáng. Nàng vừa ngước mắt lên đã thấy ngụy Thiệu nằm yên ở trên giường hành quân, hình như hắn ngủ thiếp mất rồi. Nàng vội vàng bước nhanh sang chỗ đó, lúc đến gần bước chân dần chậm lại, cuối cùng gión rén ngồi xuống bên cạnh hắn, Tiểu Kiều ngừng thở nhìn người kia. Lúc này ngụy Thiệu nằm ngay ngắn trên gối, hai mắt nhắm chặt, sắc mặt hơi trắng bệch, khác xa với dáng vẻ khiến người ta chán ghét lúc bình thường, nàng thấy đau lòng quá, không nhịn được nhẹ nhàng nắm chặt một bàn tay của hắn. Chương 102. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio. Tiểu Kiều nhẹ nhàng nắm chặt tay Ngụy Thiệu, yên lặng nhìn hắn đầy chăm chú. Đúng là Ngụy Thiệu rất vấn tú, mày kiếm đen tuyền, hàng mi rất dài và dày kín, sống mũi cao thẳng, bởi vì hàng ngày hắn vẫn thường trưng ra vẻ mặt nghiêm túc lầm lì, thế là hai bên khóe môi hơi mím lại, tạo thành một thứ khí chất như cấm dục. Tiểu Kiều nhìn thấy lông mi của hắn run lên như sắp tỉnh, nàng bèn dựa vào bên tai nhẹ nhàng gọi một tiếng phu quân mí mắt ngụy thiệu giật giật rốt cuộc cũng từ từ mở mắt ra đối mặt với tầm mắt của nàng sao nàng lại tới đây ánh mắt của hắn hơi mơ hồ nhìn nàng một lúc mới có vẻ nhận ra hắn thấp giọng hỏi có lẽ là vì còn khá yếu giọng nói của hắn cũng mệt mỏi khàn khàn trong lòng tiểu kiều bỗng thấy hơi buồn khổ ngoài mấy tính xấu của hắn và việc hắn không thể nào quên được lòng thù địch với gia đình mình ra Tiểu Kiều cũng hiểu rõ một điều, đối với mỗi mình nàng, hắn không hề có lỗi bao nhiêu cả. Có lúc thậm chí là cực tốt. Bên tai nàng vang vẳng câu nói của từ phu nhân lúc tiến hắn lên đường viễn trinh đi thượng đảng, bà nói hắn đã bị thương rất nhiều lần nhưng toàn nhẫn nhịn chẳng hề nói với ai. Lúc đó nàng lại thấy, theo ký ức kiếp trước mà mình biết, cuối cùng ngụy Thiệu sẽ đăng cơ xưng đế, thế thì bây giờ có nguy hiểm đến thế nào đi nữa, có lẽ hắn cũng sẽ chuyển nguy thành an thôi vì vậy nàng không hề đề bụng. Huống hồ nhìn hắn thường ngày lúc nào cũng hùng hùng hổ hồ, hồ như chuẩn bị thượng phòng yết ngóa, một khó có thể liên tưởng với một người ở trong cảnh hiểm nguy. Một thượng phòng yết ngóa, trích trong câu, tam thiên bất đả, thượng phòng yết ngóa, ý là ba ngày không đánh, lật ngói nhà trên. Ngụ ý về cách dạy con, chiều chuộng sẽ sinh hư. Mãi đến lúc mới đây, sau khi đi vào phòng, chính mắt nàng nhìn thấy dáng vẻ uể oải của hắn như thế này, lần đầu tiên nàng mới cảm thấy rằng, hắn cũng chỉ là một con người mà thôi là một người đang bị thương rất nặng tiểu kiều nắm chặt lấy tay hắn dịu dàng nói thiếp mới đến tấn dương mà chàng không ở đó họ bảo chàng đã sang bên này rồi hôm trước thiếp mới nhận được thư của công tôn tiên sinh nghe tin chàng bị trúng tên độc trong thư công tôn tiên sinh có nói bên cạnh chàng không có người chăm sóc thiếp đợi ở tấn dương cũng không có việc gì nên mới chạy sang đây vừa tới nơi đã được binh trường dẫn thiếp vào trong doanh đứng ngoài chứng thông báo mà không nghe chàng đáp vì thế thiếp mới tự đi vào thiếp đánh thức chàng hà ngụy Tiểu chăm chú nhìn nàng rồi từ từ lắc đầu tiểu kiều hỏi tiếp chàng thấy thế nào rồi vừa nói nàng vừa đưa một tay khác tới sờ trên chán hắn thử ống tay áo mềm mại phất qua sống mũi và gò má lòng bàn tay âu yếm nhẹ nhàng đặt lên vầng chán hắn nhịp tim ngụy Tiểu bỗng chốc lại tăng nhanh dưới cố tay của nàng hắn khẽ nhắm mắt lại sao hình như còn hơi nóng thế này. Tiểu Kiều cảm nhận nhiệt độ toát ra từ chán hắn, nàng thu tay về rồi dán chán mình lên, vừa so sánh thử lại càng thêm hốt hoảng. Trong thư công tôn dương nói đã không còn đáng ngại. Thế tại sao hắn vẫn sốt như vậy? Cho dù hắn chỉ hơi sốt nhẹ, nhưng như thế cũng chưa hẳn đã thoát khỏi nguy hiểm hoàn toàn. Tiểu Kiều đứng lên, chàng còn sốt đấy. Quân y đâu rồi, họ nói thế nào? Ngụy Tiểu chờ tay nắm chặt lấy tay nàng, kéo về bên cạnh ta khỏe thật rồi mà. Không có gì cần phải lo lắng cả, nghỉ dưỡng mấy ngày là tốt thôi, nàng đừng lo nữa. Tiểu Kiều nghe giọng nói của hắn đã mạnh mẽ hơn nhiều, ánh mắt cũng không còn mung lung như lúc đầu mới tỉnh, nàng lại sờ lên trán của Ngụy Thiệu, đúng là không nóng như lúc nãy, chần chừ một lúc mới nói tiếp nếu chàng không thoải mái thì phải nói ngay đấy. Đôi mắt Ngụy Thiệu nhìn nàng còn không buồn chớp mắt, hắn ngoan ngoãn gật đầu ta biết rồi tiểu kiều khẽ nở nụ cười thiếp tới vội quá nên không kịp thu dọn mang gì đi theo cả hơn nữa bây giờ chàng cũng không thể ăn mấy thứ đồ bổ dưỡng bậy bạ đâu lúc ra khỏi nhà xuân nương có mang theo mấy món mứt quả thiếp cầm tới đây nhé chàng có đói bụng không thiếp nấu cho chàng một bát chè lót dạ nha ngụy thiệu cầm chặt tay nàng mãi không buông ta không đói vậy mai thiếp nấu cho chàng vậy ừ hai người một nằm một ngồi Tay nàng bị người kia xiết lấy, hai người nhìn nhau rồi trầm mặc. Thời tiết bây giờ đã vào xuân, cuối tháng ba, gần tháng tư, khí trời cũng dần dần ấm hẳn. Tay tiểu kiều bị hắn cầm một lúc đã thấy lòng bàn tay người nọ thấm mồ hôi. Thế là nàng nhích lại gần đưa mũi người vạt áo của hắn xem, mấy ngày chàng không tắm rồi hả? Có muốn tiếp lau người, thay quần áo cho chàng không? Như vậy khi ngủ mới thoải mái một chút. Lúc ngụy tiểu hành quân đánh giặc nếu không thuận tiện thì 10 ngày nửa tháng không tắm cũng là chuyện bình thường như cơm bữa. Nhưng nơi này là quân danh đóng quân cảnh Tây Hà, đưa nước tới đây cũng dễ dàng. Ngụy Thiệu cũng không phải không thể động đậy được, tối hôm qua hắn cũng đã tắm rồi. Nhưng bây giờ nàng ấy lại dịu dàng như nước, bảo là muốn giúp hắn lau người, sao có thể từ chối nó được đây? Được, hắn đáp ngay, ta nằm đã nhiều ngày, mấy ngày rồi chưa tắm, tự ta cũng thấy hôi hám nữa tiểu kiều chôn mũi đầy tinh nghịch ra chiều ghét bỏ nàng gỡ tay hắn ra đứng dậy đi ra ngoài trướng gọi người đưa nước vào ánh mắt ngụy thiệu nhìn chằm chằm theo bóng lưng của nàng chuyển động theo sau giả tư vừa ôm chiếc hòm của nàng từ trong xe ngựa vào đặt ngay bên ngoài trướng nghe lệnh sai bưng nước hắn cũng xách vào ngay trong dương ngoài quần áo tắm rửa và một số món đồ lặt vặt khác nàng có mang theo một ít quần áo cho ngụy thiệu Tiểu Kiều đỡ Ngụy Thiệu ngồi dậy, giúp hắn cởi quần áo. Lúc cởi áo lót ra, nhìn thấy vết thương để lại sau khi da thịt dính độc bị khoét trên tay hắn, mặc dù bây giờ đã kết phải giảm sưng, nhưng nàng nhìn thấy vẫn giật mình như cũ. Trong hình huống còn chưa có thuốc mê, nghĩ cũng biết phải đau đến mức nào. Tiểu Kiều cảm thấy lòng mình đau ê ẩm. Chàng còn đau không? Lúc nàng cầm lấy chiếc khăn tay mềm mại mình mang tới, vừa nhẹ nhàng trà lên cánh tay hắn vừa hỏi vậy vẫn còn hơi đau ngụy thiệu đáp lời mà hắn cũng không hề nói dối nếu đập lên trên tay mình một cái chắc chắn sẽ vẫn đau tiểu kiều hơi trao mày dè dặt né vết thương để lau xong cánh tay kia cho hắn sau đó lại lau tới trên người nàng nhúng khăn tay vào chậu nước rồi vắt sạch đưa sang cho hắn tiểu kiều liếc xuống phía dưới người ra hiệu cho hắn tự giải quyết ngụy thiệu buông thõng hai cánh tay để yên như tàn phế mắt nhìn nàng chàng tự lao đi, không phải vẫn còn một tay gà. Tiểu Kiều hơi nghiêng người đi. Mặc dù hai người đã ở chung một năm, nhưng cho tới bây giờ, trước khi cùng hắn tiến vào trạng thái đó, Tiểu Kiều vẫn thấy thẹn thùng với cơ thể trần chuồng của người kia, càng ngại ngùng không dám nhìn kỹ nơi nào đó. Nào như hắn, tự nhiên không biết thẹn thùng một chút nào. Ngụy Thiệu còn đang mong đợi thì thấy nàng cứ chân tĩnh như thế, đến nơi quan trọng lại bỏ gánh bảo hắn tự mình làm. Một lát sau, Tiểu Kiều nghe được tiếng hắn vừa thở dài một hơi, lười biếng nói, được rồi. Hắn xoay người đưa tay nhận lấy, không ngờ sau đó Ngụy Thiệu lại ném chiếc khăn mặt vào nước, mặc kệ nước bắn tràn tung tóe, hắn nắm chặt bàn tay nhỏ bé của nàng rồi kéo nàng ngồi lên bắp đùi mình. Tiểu Kiều ngẩn ra, ngửa mặt lên nhìn hắn, gương mặt cũng bị hắn nâng lên. Hắn hôn nàng, thuần thục ép nàng lên chiếc giường hành quân khá là chật hẹp. Tiểu Kiều bất ngờ không phòng bị chút nào, lúc đầu còn nhéo hắn mấy lần tỏ ý là không được, nhưng rất nhanh sau đó lại ngoan ngoãn mở miệng mặc hắn hôn. Hai người quấn quyết triền miên, một lát sau, hắn nắm lấy tay nàng, kéo xuống đè vào nơi nào đó. Lúc này Tiểu Kiều mới tỉnh ngộ, vội vàng từ chối ngay, chàng còn chưa khỏe, không được. Ngụy Tiểu đã hưng phấn lắm rồi, hắn thở hồn hển phì phò ta khỏe rồi mà. Thiếp biết là chàng không khỏe. Ta khỏe thật. Đừng gạt thiếp thiếp nói không được là không được tiểu kiều rút mạnh tay mình về ngụy thiệu ngừng lại nàng thấy hắn bỗng dưng lại bất động như thế tâm tình như suy sụp nghĩ tới giọng điệu của mình hình như hơi nặng quá tiểu kiều lại thấy không đành lòng nàng nhẹ nhàng đầy đầy bờ vai hắn bờ môi ghé sát cạnh bên tai mềm mỏng nói chàng nghe lời thiếp đi thiếp chỉ muốn tốt cho chàng thôi mà bây giờ cơ thể của chàng không chịu nổi nó đâu chàng mà không nghe lời nữa thiếp sẽ giận thật đấy nàng đang dỗ hắn còn bảo hắn nghe lời ngụy thiệu cảm thấy dòng máu trong người như sôi sục không chịu nổi nữa rồi hắn hì hì kéo ôn hương nguyễn ngọc vào trong ngực ta nghe theo nàng tất nhưng mà ta khó chịu lắm không tin nàng cứ sờ mà xem nàng giúp ta cho nó dịu xuống thôi dịu xuống là được rồi bảo đảm ta không làm cái khác tiểu kiều khó xử nàng tới đây là để chăm sóc sức khỏe cho hắn không nên làm bừa theo như vậy nhưng mà nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn khó chịu như khổ sở lắm kia nàng lại không đành lòng. Nàng cũng không biết mình đã làm gì mà lại châm cho hắn mồi lửa lớn thế này. Do dự một lúc, Tiểu Kiều có phần không chắc chắn, chàng nói đó, dịu là thôi. Ngụy Tiểu gật đầu không chút do so dự, ngay cả mí mắt cũng không buồn chấp lấy, được. Ta chỉ cần trở lại bình thường thôi mà. Cái tên Ngụy Tiệu lừa gạt kia, sau này nàng sẽ không bao giờ tin hắn. Canh năm ngày hôm sau, bầu trời bên ngoài dần lóe ánh ban mai, Tiểu Kiều bị đánh thức bởi tiếng kèn tê giác đầu tiên ở trong doanh, mơ mơ màng màng mở mắt ra, nàng phát hiện mình đang bị Ngụy Tiểu ôm chặt trên chiếc giường xếp hành quân hơi chật hẹp, chen chúc đến mức nửa người sắp rớt ra bên ngoài. Sở dĩ nàng còn chưa ngã sấp là bởi vì chân hắn vắt ngang qua phần bụng. Đè nặng làm eo mỏi lưng đau, chẳng khác nào mới bị bánh xe cán qua cán lại khắp cả người. Tối hôm qua hắn có rượu xuống đâu, không những không chịu xuống mà còn lấy cơ cơ thể bệnh tật yếu ớt để không thể dừng lại ngay giữa đường, vừa dỗ vừa lừa gạt, cuối cùng còn nửa ép buộc ôm nàng ngồi lên trên người hắn. Nhiều đó thì không nói làm gì, khiến tiểu Kiều sợ nhất là chuyện hôm nay nàng phải ra ngoài gặp mọi người sao đây. Nàng xin thề nàng gắng nhịn rồi, cố gắng không phát ra một âm thanh gì cả, còn kịp che miệng của Ngụy Thiệu mấy lần, ngăn hắn phát ra những âm thanh khó nghe làm quấy nhiễu người ta nhưng rồi nghĩ tới hiệu quả cách âm của tấm da trâu làm thành trướng, nàng vẫn thấy có vẻ hơi trột dạ. Điều duy nhất có thể tự an ủi mình là, tối hôm qua lúc đi vào trong doanh, nàng để ý mấy trướng xung quanh đều trống cả, cái lều gần nhất có quân sĩ ngủ lại cũng cách đó khoảng chừng hơn 10 trượng. Chỉ mong mọi người đã ngủ say, không ai nghe thấy. Tiểu Kiều cắn răng đẩy cái chân nặng nề của Ngụy Thiệu đang đè trên người mình, ngay sau đó lại bị cánh tay hắn vươn sang, ôm siết hai người cùng dán chặt vào nhau. Ngụy Thiệu từ từ mở mắt ra, quất quít cùng ánh mắt của nàng. Trong ánh nắng ban mai nhẹ nhàng mờ ảo, đôi mắt của hắn sáng ngời như sao trời đêm qua. Nàng vừa tới ta đã khỏe nhiều rồi. Hắn thở dài một hơi, đầu nhích tới gần nàng, cả cả phần cầm vừa nhú dâu lên cái chan ấm áp của Tiểu Kiều, khàn khàn nói. Chương 103 Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio. Ngày hôm sau, Ngụy Thiệu biến thành một con tôm chân mềm. Sáng sớm, mấy người công tôn dương, Lý Sùng, Trương Tiệm và Ngụy Lương lần lượt tới đây thăm. Lúc đầu Tiểu Kiều còn thấy hơi mất mặt, nàng càng nghi ngờ những âm thanh tối qua họ đã nghe hết rồi. Cũng may mấy người đó không khác ngày thường là bao nhiêu, khuôn mặt công tôn dương vẫn vui vẻ tươi cười, thân thiết lại không hề mất đi phần cung kính. Mấy người Lý Sùng, Trương Tiệm, Ngụy Lương thì chỉ chăm chăm vâng lời của quân hầu, Ngụy Thiệu mặt mày ai nấy đều nghiêm trang trịnh trọng mắt nhìn thẳng gọi nàng một tiếng thật là to nữ quân sau khi hàn huyên vài câu thì hình như cũng chẳng khác ngày thường dần dần tiểu kiều mới thấy an tâm hơn lúc mấy người họ đi ngụy thiệu vẫn ngồi thẳng lưng tinh thần phấn chấn và trò chuyện vui vẻ họ vừa đi rồi hắn đã mềm nhũn tựa vào người tiểu kiều đúng kiểu thận hư vô lực vì miệt mài quá độ làm tiểu kiều phải vội vàng dìu hắn đi nằm xuống vừa mới nằm nghỉ ngụy thiệu lại ôm nàng không buông tiểu kiều đánh mạnh vào tay hắn nghiêm mặt dậy bệnh của chàng còn chưa lành đâu đấy quan trọng là tính dưỡng thiếp tới đây là để chăm sóc chàng sớm ngày lành bệnh chàng mà còn vậy nữa thiếp sẽ đi về luôn đúng là đêm qua ngụy thiệu như sinh long mãnh hổ giờ thành tôm chân mềm như vậy một nửa là đùa nàng một nửa cũng là vì mệt thật hắn cũng mong khỏe lại nhanh lắm chứ đang bị bệnh không được túng dục hắn cũng hiểu hết mà Huống hồ đêm đó trước khi công tôn dương đi khỏi, có lẽ là không thấy yên lòng, ông còn mở ám nhắc nhở hắn một câu. Nhưng mà đêm qua vừa mới nhìn thấy nàng, hắn lại không cách nào kìm nổi. Bây giờ bị nàng dạy dỗ mình như vậy, chẳng những ngụy thiệu không thấy buồn, cả người lại vô cùng thoải mái. Nhưng mà hắn sợ sẽ chọc giận nàng thật, vì vậy cũng không đùa thêm nữa, gật đầu đồng ý ngay. Rốt cuộc hắn cũng đàng hoàng hơn một chút, tiểu kiều nhìn viên mắt thâm đen của người kia, vừa sót hắn tối qua đã lao lực như thế, lúc hầu hạ càng thêm phần chu đáo. Trong mấy ngày tiếp theo, lúc rảnh rỗi Ngụy Thiệu sẽ đọc thêm binh thư hoặc nằm yên tĩnh dưỡng, nhìn nàng ở bên mình hùng tụ thiêm hương, khi thì rót nước khi mớm thuốc, đột nhiên Ngụy Thiệu lại cảm thấy, có nàng làm bạn cùng mình như thế này, dù không làm gì cả cũng vui vẻ ngất trời. Đang tuổi thanh niên cường tráng lại uống thuốc đúng giờ, giảm thiểu sinh hoạt vợ chồng, hơn nữa tâm trạng thì thoải mái, sau khi nghỉ ngơi mấy ngày sức khỏe của hắn đã dần dần tốt lên dù sao ở đây cũng là quân doanh ngụy thiệu đã gần như khỏi hẳn tiểu kiều cũng không tiện ở thêm đúng dịp ngày hôm đó khoái mã cấp báo binh mã của phùng chiêu có động thái khác thường hình như họ đang tập kích để đi tới tây hà bầu không khí trong doanh trở nên căng thẳng ngay lập tức cùng ngày ngụy thiệu tự mình tiễn tiểu kiều ra khỏi quân doanh đưa nàng ra ngoài gần trăm dặm tiểu kiều bảo hắn dừng lại mãi Ngụy Thiệu mới thúc ngựa tới ven đường, nhìn theo xe ngựa chờ nàng dần đi xa, mãi đến tận khi không nhìn thấy, Ngụy Thiệu mới quay đầu phi nhanh trở lại. Dưới sự hộ tống của giả tư, Tiểu Kiệu thuận lợi trở về Tấn Dương. Thành Tấn Dương vẫn an lành như trước. Dòng người trên đường như mắc cười, ngựa say như nước, không có chút không khí chiến tranh mịt mờ bóng tối như ở quận Tây Hà. Tuy vậy nhưng giả tư cũng không dám buông lỏng nửa phần, theo lệnh của Ngụy Thiệu, hắn phải bảo vệ sự an toàn của nữ quân. 500 binh sĩ được phân bố dày đặc ở bốn phía nha môn, chia tuần tra luân phiên nhiều tầng lớp, bảo vệ nghiêm ngặt suốt ngày đêm. Bởi vì trên đường đi khổ cực, đêm đó Tiểu Kiều cũng nghỉ ngơi rất sớm. Ngày hôm sau nàng ngủ đến khi no giấc rồi tự tỉnh. Sau khi thức dậy không lâu, quản sự tới bẩm báo, ông nói bên ngoài có một người tự xưng là tộc nhân của thiếu niên người Khương mà ngày ấy Tiểu Kiều mua được ở chợ trên. Tới đây xin cầu kiến muốn đón hắn quay về. Tiểu Kiều hơi kinh ngạc, nàng ngẫm nghĩ một hồi rồi gọi quản sự cho người đó đi vào, chờ ở ngoài đường, dặn dò người hầu đi gọi cậu thiếu niên người Khương kia tới đó. Người nọ nhanh chóng được dẫn tới trước mặt Tiểu Kiều. Vết thương của cậu đã khép lại hoàn toàn, những ngày gần đây, quản sự thấy nữ quân khá là săn sóc thiếu niên này cho nên ông cũng không sắp xếp để hắn làm gì cả. Người kia cung kính hành lễ với Tiểu Kiều. Nàng mỉm cười nói, vừa rồi quản sự có nói, ngoài kia có một tộc nhân của cậu, tới muốn dẫn cậu đi. Ta đưa cậu đi xem xem có quen biết không nhé. Người kia hơi kích động, hắn vội vàng đi theo tiểu kiều tới ngoại đường, thấy một thanh niên trẻ tuổi đang chờ đợi thì khá là ngạc nhiên, bước chân hơi ngừng lại. Điều mạc đợi ở đây đã lâu, rốt cuộc cũng nghe được tiếng bước chân vang tới, hắn nhìn theo tiếng động. Một vũ giả trung niên vừa bước tới, hầu gái đi theo. Tiếp sau nữa là một nữ tử trẻ tuổi tóc mềm áo lụa xuất hiện từ sau cửa. Nữ tử này rất trẻ, có lẽ chỉ mới có 15, 16, nhưng lại trong trang phục của phụ nhân, một bộ tử y đầy hoa lệ, nhan sắc khuynh thành. Đang lúc nhìn sang, đôi mắt sáng rực của nàng ấy nhìn mình, điều mặc hốt hoảng có cảm giác như trăm hoa lấp lánh rơi vào trong mắt hắn, khó lòng choáng váng. Mặc dù ngày ấy khi ở chợ, phụ nhân đó mua nô lệ người Khương rồi đi ngay, từ đầu tới cuối chưa ló mặt nhưng chỉ cần nhìn tư thái đó và quần áo phía sau lưng hắn cũng có ấn tượng sơ qua về hình dáng điều mặc nhận ra ngay thân phận của phụ nhân xinh đẹp trước mặt này chính là thê tử của ngụy thiểu cũng là nữ tử ngày hôm ấy hắn nhanh chóng bình tĩnh lại đưa mắt nhìn theo cậu thiếu niên đi cùng thấy cậu ta dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn tới mình hắn cũng nở nụ cười gật đầu đáp lại sau đó chuyển hướng sang vị tiểu phụ nhân kia cung kính nói phu nhân tại thượng nhận một lễ của ta tên ta là bột liên là một người chú trong tộc của cậu ta. Mấy năm trước ta từ Hoàng Trung tới Tấn Dương, bán dạo để kiếm sống qua ngày. Ngày ấy ta cũng vừa lúc có mặt ở trong chợ, ngờ ngợ nhận ra cậu ta là cháu trai của mình. Chỉ có điều đã xa cách mấy năm, lúc đó cũng không dám nhận quen. Sau khi đợi ta xác nhận đúng rồi, cậu ấy lại bị phu nhân mua mất. Vốn có thể được phu nhân, được người cứu giúp như vậy cũng là phúc đức của nó. Nhưng ta suy nghĩ mãi, nghĩ tới trong nhà cháu ta chỉ có tổ phụ tổ tôn sống nương tựa lẫn nhau, nếu hắn trở thành nô bộc, tổ phụ trong nhà biết sống sót sao đây? Ta không nỡ bỏ nên mới nghe ngóng tới nơi này, giờ ta nguyện bỏ ra gấp 10 lần số tiền ngày đó phu nhân bỏ ra để chuộc nó, xin phu nhân khai ân cho phép ta được đón thằng bé đi. Về nhà đoàn tụ cùng tổ phụ. Nói xong, hắn lấy túi tiền ra, cung kính dâng lên. Lúc hắn nói chuyện tiểu kiều cũng quan sát kỹ càng người này chỉ hơn ngụy tiểu tầm vài tuổi, mặc bộ trang phục người Hán rất bình thường, trên đỉnh đầu cũng búi tóc như người Hán, khăn lụa buộc lại màu xanh lục. Hắn nói tiếng Hán rất lưu loát, hai mắt lại có thần, vầng trán ẩn hiện vẻ anh khí rõ ràng, không hề giống thương nhân. Chờ hắn nói xong, Tiểu Kiều nhìn về phía Thiên Niên kia, mỉm cười nói: Hắn đúng là tộc thúc của cậu sao? Nếu cậu muốn đi thì cứ đi. Viên nhìn điêu mặc thoáng trần trừ một lúc, vẫn chưa lên tiếng. Điều mạc nói với Tiểu Kiều, phu nhân có thể cho phép ta nói với cậu ta mấy câu được không? Tiểu Kiều gật đầu, điều mạc cảm ơn rồi dẫn viên ra ngoài, thấy hai bên không có ai hắn ta mới vỗ vỗ vai viên, mặt rõ ý cười, nói bằng tiếng người Khương, không nhận ra ta à. Hai năm trước trong ngày thọ 60 của tổ phụ cậu, ta có tới chúc thọ, khi đó cậu còn ngồi ngay bên cạnh ta mà. Thật ra ngay từ lúc đầu tiên viên đã nhận ra người này rồi, cậu đáp thủ lĩnh điêu mạc, sao ngài lại biết ta ở đây? Điều mặc đáp, ta dẫn theo mấy tùy tùng đến Tấn Dương làm việc, ngày ấy lúc gặp cậu trong chợ, mới đầu ta còn chưa nhận ra. Sau khi nhận ra rồi thì cậu đã bị phụ nhân kia mua mất. Thế nên ta tìm tới, cậu không biết đó, hai tháng trước ta vừa tới thăm hỏi tộc trưởng Nguyên Vượng, khi ấy mới biết tin cậu đã mất tích mấy tháng rồi. Tộc trưởng vô cùng lo lắng đến nỗi còn bị bệnh, ông phái người đi tìm kiếm xung quanh nhưng không có kết quả, không ngờ cậu lại lưu lạc tới nơi này vậy nên ta tìm tới chỗ này để chuộc cậu rồi đưa cậu quay về vốn ban đầu viên còn hơi do dự sau khi nghe hắn nhắc tới bệnh tình của tổ phụ vì lo mình mất thích cậu không khỏi lo lắng quay đầu nhìn tiểu kiều ở nội đường một chút rồi mới đáp vị phu nhân này rất tốt ngày đó sau khi được nàng chuộc ta ra nàng nói nếu ta muốn đi thì nàng thả ta đi nàng cũng bảo ta tự lo lấy mình mấy ngày trước nàng không có ở đây ta không thể tự ý rời đi được ta đang định chờ nàng quay về mới xin thả ta đi. Thủ lĩnh Điêu Mạc, ngài muốn đưa ta về Hoàng Trung thật sao? Điêu Mạc nhìn cậu chăm chú, khẽ mỉm cười, mặc dù thiêu đương, ti hòa phân tộc để cư ngụ, nhưng chúng ta đều cùng là người Khương, cùng một tổ tiên, nguồn gốc. Với giao tình giữa ta và lão tộc trưởng, tình cờ gặp cậu thế này sao có thể mặc kệ thế được đây? Viên không do dự nữa, hắn nói, đa tả thủ lĩnh, ta sẽ tới cầu xin phu nhân thả mình. Tiểu Kiều chờ một lúc thì thấy Viên và Nam Tử nọ cùng nhau bước vào. Đôi mắt của Viên hơi ửng hồng, nàng cũng đoán được cậu ta muốn đi cùng Nam Tử này đây. Không chờ cậu mở lời, nàng nói ngay cậu đi đi. Trên đường nhớ cẩn thận, sau đó nàng sai người dẫn nữ nhân tộc Hương ngày đó đi cùng hắn ra đây, cùng hắn khởi hành. Viên đi theo điêu mạc, trước khi đi hắn quay lại nhìn tới chỗ Tiểu Kiều, khuôn mặt toát lên vẻ hâm mộ quyến luyến. Điều mạc cũng trịnh trọng nói cảm ơn Tiểu Kiều, dâng túi tiền lên lần nữa. Tiểu Kiều bảo Xuân Nương tới nhận, lấy đúng số tiền hôm đó mình chuộc viên và khương nữ, còn lại thì trả hết. Nàng nói, mong ngươi sớm ngày đưa cậu ta về bên cạnh người thân. Điều mặc nhìn Tiểu Kiều chốc lát rồi cúi dặm người, đáp lại ta sẽ ghi nhớ lời phu nhân. Phu nhân cứ yên tâm. Nói xong, hắn nhìn nàng lần cuối rồi dẫn viên và khương nữ rời đi. Thật ra Tiểu Kiều cũng nhận ra ít nhiều, Hình như viên không phải là một cậu thiếu niên người Khương đơn giản. Có lẽ xuất thân của cậu ta rất tốt, nhưng cậu ấy không chủ động giải thích lai lịch của bản thân, nàng cũng không tiện hỏi làm gì. Đương nhiên, nàng săn sóc cậu ta hoàn toàn là vì cảm giác thân thiết và quen thuộc giống hệt như đệ đệ Kiều từ khi hắn bảo vệ cho Khương nữ ngày đó. Còn về nam tử đón hắn đi, mặc dù chỉ mới tiếp xúc thôi nhưng tiểu Kiều cũng đoán được hắn có lai lịch khác không phải là một thương nhân buôn bán sống qua ngày ở thành tấn dương như hắn nói nhưng hiển nhiên là hai người này biết nhau nếu viên đã đồng ý đi cùng hắn nàng sẽ không ngăn cản tiểu kiều nhanh chóng ném luôn chuyện này ra sau đầu nàng thấy hơi nhớ ngụy thiệu rồi mặc dù khung cảnh ở tấn dương vẫn ôn hòa như vậy nhưng tiểu kiều biết ở chỗ của ngụy thiệu chỉ sợ chiến sự đã bùng nổ mất rồi hơn nữa liên quan tới phùng chiêu lương châu ở giữa là bộ tộc người khương nhiều phe nhiều thế lực hỗn tạp, tình thế sẽ phức tạp muôn phần. Dù trong thành Tấn Dương có một nhóm binh mã mà ngụy Thiệu để lại, nhưng chỉ sợ cũng ngư long hỗn tạp, vì vậy để tránh không xảy ra sự cố bất ngờ nào, từ ngày đầu tiên quay lại đây, nàng cứ ở lì trong nhà không ra ngoài nửa bước. An ổn sống qua ngày. Thế nhưng Tiểu Kiều không ngờ là, vài ngày sau, một hôm sau giờ ngọ quản sự vội vã đến bẩm, khương nữ mới đi mấy ngày trước lại quay về, nàng quỳ xuống đất cầu xin muốn được gặp nữ quân, hình như đã xảy ra chuyện gì đó. Tiểu Kiều kinh ngạc, nàng lập tức để quản sự dẫn Khương Nữ vào đây. Quản sự biết Khương Nữ không biết nói tiếng Hán nên có cho gọi một gia phó tới làm thông dịch. Khương Nữ chờ ở đó vẫn thấp thỏm không yên, thấy Tiểu Kiều bước tới thì nhanh chóng quỳ dạp trước mặt nàng, vội vàng nói một hồi. Gia phó bên cạnh nhanh chóng nói cho Tiểu Kiều nghe. Tên của nữ nhân người Khương này là Hà Cô, không phải tỷ tỷ của thiếu niên người khương nọ mà lại là hầu gái của cậu ta bởi vì hầu hả cậu ấy từ nhỏ nên rất thân thiết nhau cậu ấy vẫn luôn gọi nàng là a tỷ viên không phải là người khương tầm thường cậu là tôn nhi của tộc trưởng nguyên vượng tộc ti hòa ở vùng hoàng trung nửa năm trước hà cô và viên từ bên ngoài về nhà trên đường lại lạc mất vì tùng sau đó gặp phải một nhóm người chuyên bắt người khương rồi bán làm nô lệ hà cô nói viên biết người hán luôn căm hận người khương chỉ sợ tiết lộ thân phận sẽ dẫn tới bất lợi cho tổ phụ và cả người trong tộc, vì vậy cậu ấy mới không nói, chỉ muốn lặng lẽ tìm cơ hội trốn thoát. Qua tay nhiều người rồi đưa tới Tấn Dương. Nam tử bột liên ngày đó tới đón là thủ lĩnh Thiêu Đương Khương, người Thiêu Đương Khương tôn hắn là Điêu Mạc, ý là dũng mãnh có một không hai. Hai tộc Thiêu Đương và Ti Hòa vẫn thường xuyên qua lại, quan hệ thân thiết, Điêu Mạc và tổ phụ nguyên vượng của Khương cũng quen biết lẫn nhau, vì vậy ngày ấy lúc Điêu Mạc xuất hiện, nói với viên là lão tộc trường nhớ cậu mà sinh bệnh lòng viên lo lắng như lửa đốt tin hắn sẽ đưa mình về nhà nào ngờ được điêu mạc lại cấu kết với người hán nào đó người hán muốn giết viên nhưng điêu mạc ngăn lại hai bên còn nảy sinh xung đột cuối cùng người hán đó tạm thời khuất phục nhưng điêu mạc cũng không đưa viên về hoàng trung mà đi tới thượng quận hà cô biết viên đang rơi vào hiểm cảnh điêu mạc cũng không muốn đưa cậu ấy quay về vì thế lúc nghỉ lại ban đêm nàng dụ dỗ một tên tù hạ mà điêu mạc để lại trông coi mình, sau đó trốn thoát về tới đây, xin tiểu kiều trợ giúp. Hà cố dập đầu liên tục về phía tiểu kiều, khóc ròng ròng. Tiểu kiều cũng giật mình không thôi. vốn nàng cũng đoán được xuất thân của viên sẽ rất tốt, nhưng nàng không ngờ là cậu ta lại là tôn nghi của tộc trường ti hòa. nàng nghĩ tới ngay một chuyện có liên quan tới tộc ti hòa. một ngày trước khi nàng được ngụy tiểu tiễn về tấn dương công tôn dương đã rời khỏi quân doanh lúc đó ngụy thiệu không nói thêm gì cả nhưng buổi tối khi hai người cùng ngủ tiểu kiều quan tâm có thăm hỏi vài câu về cục diện chiến trận ở bên này ngụy thiệu thuận miệng nhắc một câu hắn nói công tôn dương đã đi hoàng thủy rồi mục đích là truyền lời chiêu dụ thu phục người khương và đích đến của chuyến đi lần này của công tôn dương lại chính là người ti hòa khương tiểu kiều đỡ hạ cô đứng dậy hỏi điêu mạc đã qua những nơi nào cũng biết những người Hán đi cùng hắn chỉ khoảng mười mấy người. Nàng trầm ngâm một chút rồi gọi giả tư tới, bảo hắn dẫn hạ cô đuổi theo, cứu viên về lại. chương 104 Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio. Giả tư đứng yên bất động, mãi không thưa. Tiểu Kiều bảo Xuân Nương đưa hạ cô đi thay đồ tắm rửa trước. Đến khi trước mặt chỉ còn mình giả tư, nàng mới hỏi tại sao giả tướng quân không nghe lệnh của ta giả tư vội đáp nữ quân chớ trách không phải giả tư kháng mệnh không nghe mà vì quân hầu ra lệnh cho mặt tướng phải bảo vệ người mới làm nhiệm vụ quan trọng nhất nếu mặt tướng đuổi theo cái người tộc khương kia nhỡ nữ quân gặp phải biến cố gì mặt tướng có chết cũng không thoái thác được huống hồ hắn trần trừ một lúc khương nữ kia một thân một mình từ dương khúc đến đây cũng phải hơn trăm dặm mặt tướng cảm thấy rất khả nghi hơn nữa những lời nàng nói đều là ý từ một phía nếu là cái bẫy, mà tướng sợ nếu mình rời đi thật, nữ quân sẽ gặp điều bất lợi. Tiểu Kiều khẽ mỉm cười, gật đầu, những điều giả tướng quân lo lắng không phải không có lý. Chỉ có điều không biết giả tướng quân có để ý đến bàn chân của hạ cô hay không. Mấy ngày trước khi đi chân nàng vẫn mang giày, nhưng vừa mới về, đầu bù tóc rối, cả người dơ bẩn, một chân thì để trần, trên chân đầy vết chày xước và bọng máu, móng chân cũng bị long toàn bộ có thể thấy được trên đường tới đây nàng đã vất vả như thế nào. Lúc nãy ta cũng để ý đến sắc mặt của nàng, vẻ mặt lo lắng không giống như giả bộ, ánh mắt không né tránh, không thấy có dấu hiệu bị người khác uy hiếp. Vì thế ta tin là có thật. Giả tư A lên, thì ra là vậy. Nữ quân thận trọng, mà tướng không hề để ý những điều này. Nếu Khương nữ may mắn trốn thoát chạy về báo tin thật, nhưng thiếu niên kia cũng chỉ là tôn nhi của một Khương tộc trưởng mà thôi, đâu thể cao quý bằng nữ quân mà tướng phái thủ hạ đuổi theo cứu người đó được không? Tiểu Kiều lắc đầu, hắn quan trọng hơn những gì tướng quân đang nghĩ đấy, ta không tiện nhiều lời. Dù Khương Nữ nói thật hay nói dối, ngài cũng phải tự mình đi một chuyến. Nếu là thật thì phải cướp hắn về bằng bất cứ giá nào. Từng chữ cuối cùng được nàng nhấn mạnh, phải cướp hắn về bằng bất cứ giá nào. Giả tư ngẩn ra, giả tướng quân có điều còn không biết, chuyện này rất quan trọng vốn ta định phái người báo tin cho quân hầu để ngài ấy tự mình xử lý nhưng điều mặc biết hà cô chạy trốn chắc chắn sẽ nhanh chóng rời đi 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 về về chỉ sợ làm hỏng việc ta nghe nói giả tướng quân không chỉ có võ nghệ hơn người mà còn giỏi truy tìm dấu vết cho nên mới nhờ tướng quân tự mình đuổi theo họ mong giả tướng quân có thể thuận lợi cứu thiếu niên đó về ngày sau ta sẽ báo lại với quân hầu chắc chắn không quên công lao của giả tướng quân được nữ quân gửi gắm kỳ vọng vào mình như vậy, giả tư đối diện với ánh mắt của nàng, lòng trào dâng nhiệt huyết. hắn đáp, nữ quân cứ yên tâm, mặt tướng sẽ liều mình cống hiến, dẫn theo một trăm người đi, để lại bốn trăm lính phòng thủ do thủ hạ của mặt tướng chỉ huy. nếu không có việc cần nữ quân đừng ra ngoài làm gì, chờ tin của mặt tướng. tiểu kiều lại cười nói, giả tướng quân yên tâm, ta sẽ chờ tin tức tốt của ngài. giả tư hăng hái lĩnh mệnh sau khi lui ra thì gọi thủ hạ tới đây, giao lại trách nhiệm chỉ huy hộ vệ và thông báo với thủ quân bốn thành, khi đó hắn mới dẫn theo khương nữ hạ cô, đuổi về phía thượng quận. Sáng sớm hai ngày trước, sau khi phát hiện hạ cô đã chạy trốn, điêu mặc lập tức phái người truy lùng nàng mà không có kết quả, hắn quyền định chuyển sang đi đường nhỏ, nhanh chóng dẫn viên tới thượng quận. Đêm qua, đoàn người đi tới nửa đêm mới tìm chỗ nghỉ chân, nhưng mà gật gà gật gù một lúc lại tiếp tục lên đường, họ đi tới trạng vạng ngày hôm nay thì ngựa mỏi người đói với sự kiên nhẫn của điêu mạc khó khăn đó cũng chẳng tính là gì nhưng phá lỗ tướng quân trần thụy dưới trướng phùng chiêu cùng đồng hành với hắn lại không nhịn được mà bắt đầu chửi bới điêu mạc cũng từng nghe vài chuyện về trần thụy hắn là nhi tử của thứ sử trần tường ở tịnh châu trước kia mọi người hay gọi là mặt ngọc la sát năm ngoái trần tường mất tịnh châu nghe nói hắn xuôi nam nương nhờ tào cần hà đông đến năm nay mới mượn binh quay về Tịnh Châu, không ngờ lại bị Ngụy Thiệu ngăn cản ở thượng đảng. Đây là lần bại trận thứ hai của Trần Tường, hắn hoàn toàn mất hết khả năng phản công. Sau đó không lâu thì buồn bực ốm chết, Trần Tụy dẫn theo nhóm nhân mã tàn dư chưa đến một ngàn người, tới nương nhờ Phùng Chiêu, Lương Châu. Lương Châu tiếp giáp với Tịnh Châu, trước kia Phùng Chiêu cũng từng có va chạm với Trần Tường. Bây giờ Trần Thụy xin vào, bảo là không đội trời chung với Ngụy Thiệu, Thế là phùng chiêu đồng ý, nhưng chỉ phong cho Trần Thụy một danh hào linh tinh, phá lỗ tướng quân. Trần Thụy hậm hực không thôi, trước kia lại từng bị Ngụy Thiệu làm nhục quá đáng, trong lòng hắn vẫn nung nấu hận thù, tính tình càng trở nên quái lạ. Mấy ngày nay bị điêu mạc hành hạ đến khốn khổ, bây giờ lại bụng đói cồn cào, hắn nhớ tới lúc làm công tử phong lưu thoải mái ở tỉnh Châu ngày trước, thế là tức tối vừa đi vừa mắng chửi. Hắn bỗng dừng ngựa lại, quay đầu hét to về phía điêu mạc. Sao ngươi muốn che chở thằng nhãi dê con này làm gì? Cứ như ta nói, một đao chém chết, sai người mang đầu nó tới gặp lão già kia, lấy danh Ngụy Thiệu mà ép lão xuất binh. Cần gì phải khổ cực như chạy trốn thế này? Điêu Mạc lạnh lùng nói, tướng quân nói sai rồi. Ngài tưởng tộc trưởng dễ mắc mưu thế sao? Huống hồ lúc trước Phùng Chiêu đã nhận lời ta rồi, mọi chuyện đều do ta quyết định, vậy ta mới đồng ý hiệp đồng tác chiến. Chẳng lẽ tướng quân còn muốn vượt quyền cả Phùng Chiêu? Trần Thụy bị hắn nói đến nghẹt thở, hắn tức tối đỏ mặt phừng phừng. Cái gọi là người dưới mái hiên không thể không cúi đầu là vậy. Nhất thời hắn không làm gì được, chỉ có thể nhịn xuống mà thôi. Tiếp tục đi về phía trước hơn 10 dặm, nhìn thấy một căn miếu đổ nát bên đồng ruộng, hắn mới đề nghị vào nghỉ đêm. Vốn điêu mà còn muốn tiếp tục đi, nhưng mà Trần Thụy đã xuống ngựa vào trong, hắn trần chừ một lúc, có lẽ hạ cô còn chưa kịp đưa tin, phu nhân ngụy Thiệu chưa chắc đã phái người theo đuổi mà cho dù có đuổi, đoàn người mình chạy đi suốt ngày đêm, họ đã cách tấn dương khá xa, lại còn đi đường nhỏ, muốn đuổi cũng khó mà theo dấu. Dù sao chỉ nghỉ một buổi tối, nếu mình còn kiên trì đi tiếp, tên Trần Thụy này lại quấy nhiễu, phá phách không ngừng, trước kia hắn có tiếng là một tên khó chơi ở tỉnh Châu, bây giờ còn dẫn theo mấy người, nếu trở mặt thật thì sinh chuyện. Nghĩ như vậy, điêu mặt đành nhịn xuống, ra hiệu cho thù hạ xuống ngựa, nghỉ lại đây một đêm. Ngay đêm đó Trần Thụy nằm ngủ trên đống cỏ. Lúc đầu hắn mệt nên ngủ say như chết. Ngủ thẳng đến nửa đêm thì tỉnh lại. Ký ức ngày xưa đột nhiên lại hiện về. Thế là không ngủ tiếp được nữa. Nhớ ngày đó mình đại nạn không chết. Nói vậy cũng là ông trời thương xót hắn. Rồi sẽ có ngày hắn trả thù. Giết ngụy thiệu, đoạt kiều nữ. Đến lúc đó hắn sẽ làm gì đây? Làm gì cho bản thân khuây khỏa? Trước mắt hắn hiện ra khuôn mặt như phù dung của kiều nữ. Lúc vui lúc buồn, càng nghĩ lại càng thêm sảng khoái. Nhưng bỗng nhiên hắn lại nhớ ra bây giờ mình đã không còn một cơ thể hoàn chỉnh, dù có giành được kiều nữ đi nữa cũng lực bất tòng tâm. Điều đau khổ nhất trên đời có lẽ cũng chỉ thế mà thôi. Đường đường một nam nhi bảy thước, sống ở trên đời còn có ý nghĩa gì? Đau đớn trào dâng càng khiến mình khó ngủ, Trần Thụy lăn qua lăn lại một lúc, bỗng nhiên lại nghĩ ra một kế. Rõ ràng Phùng Chiêu không để ý đến mình, đặt cái danh hào cũng đặt lung tung như ăn mày xó chợ nếu đã như vậy sao không nhân cơ hội này bắt tên thiếu niên người khương kia đi sau khi nó rơi vào tay mình hắn có thể uy hiếp ti hòa xuất binh dẫn quân khương tiến đánh ngụy thiều dù cho cuối cùng mình sống hay là chết cứ liều cho cá chết lưới rách một phen dù sao như vậy cũng thoải mái hơn cuộc sống tạm bỡ nhẫn nhục phi nam phi nữ này trần thủy quyết định xong thì lén mở mắt ra nhìn sang bên cạnh Tên thiếu niên người Khương bị trói chặt tay chân, nằm trong góc. Mấy tên thủ hạ của Điêu Mạc nằm trên đất, ngáy rầm trời. Điêu Mạc thì ngồi dựa bên cửa, hình như còn chưa ngủ. Lúc này không tìm được thời cơ, hắn trầm tư suy nghĩ một lúc rồi nảy ra ý kiến, mình kiếm lý do đi ra ngoài, sau đó vòng lại phía sau môi miếu đổ, phóng hỏa chỗ này. Nhân lúc rối loạn hắn sẽ cướp tên thiếu niên kia đi. Đột nhiên có tiếng bước chân loáng thoáng bên ngoài miếu, hắn vội vàng bò dậy. Điêu Mạc ngồi trên cửa cũng lập tức nhận ra, hắn xoay người đứng dậy, cao giọng đánh thức mấy thủ hạ đang nằm ngủ. Mọi người thức dậy vội vàng cầm binh khí, xông ra ngoài. Sau tiếng bước chân chỉnh tề, bên ngoài căn miếu tối đen bỗng trở nên rực sáng trong ánh đuốc, ngoài cửa có rất nhiều binh sĩ, giả tư xông lên trước, rút đao chỉ về phía Điêu Mạc ngươi là Điêu Mạc đúng không? Nhanh giao cậu thiếu niên tộc hương kia đây, nếu không giết chết không cần luận tội. Điêu Mạc giật mình. Hắn đoán được ngay tướng quân này là người mà phu nhân Ngụy Thiệu Phái đuổi theo. Không ngờ lại đuổi theo mình thật, hắn nhanh chóng lướt qua, bên kia có khoảng 100 người, mình và Trần Thụy chưa tới được 20. Cách biệt quá xa. Nhưng nếu cứ giao ra như vậy thì không phải là tác phong của hắn. Đứng ở vị trí thủ lĩnh một lòng khổ cực muốn tộc nhân của mình được tự do, bản thân hắn cũng không sợ sinh tử. Điêu Mạc rút đao ra, lạnh lùng nói, muốn cướp người cũng được, cứ bước qua xác ta đi đã giả tư sướng sờ, ta nể ngươi cũng là hán tử. Vốn không muốn lấy nhiều chèn ít, ta phụng mệnh nữ quân tới đón cậu thiếu niên tộc Khương kia về. Ngươi đừng quên, chính miệng ngươi nhận lời với nữ quân, sẽ hộ tống hắn bình an trở về. Là ngươi nuốt lời trước, đừng trách ta đã không khách sáo. Điều mạc đáp lời, phu nhân ngụy Thiệu đúng là người hiền lành hiếm gặp. Đáng tiếc các ngươi lại là người Hán, ai cũng giả dối tham lam. Ta có nuốt lời cũng không thẹn nếu ngươi muốn đánh thì cứ đánh, ta mà sợ ngươi sao? Giả tư phất tay, nhóm binh sĩ lập tức xông lên. Mặc dù quân số bên giả tư nhiều hơn, nhưng mười mấy thủ hạ mà điêu mạc dẫn đi lần này đều là người có năng lực lại không màng sống chết. Họ ra sức chém giết nên khó mà chế ngự. Bên ngoài miếu đang đánh nhau lộn xộn, trong tiếng đao kiếm va nhau, Trần Thụy ra lệnh cho thủ hạ cũng cùng lên tham chiến, mình lại từ từ lùi về sau. Đợi tới khi vào miếu, hắn nhấc chân đá vang cánh cửa sổ mục nát phía sau, bắt lấy viên đang bị trói tay chân, leo từ cửa sổ đi ra ngoài. Thấy hắn vùng vẫy dãy rụa, Trần Thụy vung đao đánh mạnh vào lưng hắn cho ngất đi, sau đó lén lút cõng tới bên cạnh ngựa, ném viên lên lưng ngựa rồi xoay người phi lên, hắn đi vòng ra sau miếu, kẹp chặt bụng ngựa, nhờ có bóng đêm mà thuận lợi bỏ trốn. Trần Thụy phi nước đại mấy chục giảm, đoán chừng sau lưng không đuổi kịp mình nữa, hắn mới thở phào nhẹ nhõm con ngựa phía dưới cũng mệt đến mức sủi bọt mép, thế nên hắn đành dừng lại để nghỉ ngơi. Nhân lúc rối loạn hắn đục nước béo cò, không chỉ chạy trốn mà còn thuận lợi mang theo tên thiếu niên tộc hương đi cùng mình, trong lòng hắn đắc ý không thôi. Đợi đến khi nghỉ đủ, trời cũng bắt đầu hưởng sáng, hắn đang định chạy tới lãnh địa ti hòa ở Hoàng Thủy, đột nhiên lại chợt nhớ ra câu nói mình nghe được ở trước căn miếu đổ. Hắn còn tưởng bây giờ kiều nữ ở U Châu. U Châu là nhà của Ngụy Thiệu, cho dù hắn có hận ngụy thiệu cũng chưa từng nghĩ tới việc xâm nhập vào địa giới u châu nhưng không ngờ rằng ngụy thiệu lại dẫn kiều thê của mình tới tấn dương nàng ở tấn dương còn ngụy thiệu lúc này đang ở tây hà quận trần thụy bàng hoàng chốc lát trong đầu hắn bỗng nảy ra một diệu kế tuyệt vời sao không nhân cơ hội này lén chạy về tấn dương lấy tên thiếu niên tộc hương làm mùi nhử đoạt kiều nữ về tay chỉ cần kiều nữ rơi vào tay của mình bắt nàng tới uy hiếp ngụy thiệu chẳng phải còn hữu hiệu hơn việc sử dụng binh lính của tộc hương đó à cũng có thể xả hận cho mình nữa trước mắt hắn lại lướt qua bóng hình rung động lòng người của kiều nữ nghĩ đến khả năng có được nàng trong tay cho dù không còn là tấm thân hoàn chỉnh phần còn dư lại phía dưới vẫn ngủ say không cách nào dậy nổi nhưng dường như lại bất ngờ tỉnh giấc cả người chấn động khí khái đàn ông lại sôi sục toàn thân trần thụy không do dự gì nữa hắn lập tức quay đầu lại vội vã chạy về hướng Tấn Dương. Chương 105. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio. Tiểu Kiều ngóng chờ tin tức từ Giả Tư, mấy ngày trôi qua lại bắt đầu lo lắng, lo mọi chuyện gặp trở ngại gì rồi. Tối hôm đó, bởi vì khí trời dần nóng lên, nàng ngủ một giấc đến gần nửa đêm thì tỉnh lại, thấy trên người dịn một lớp mồ hôi, Tiểu Kiều bèn đứng dậy trong đèn, không gọi Xuân Nương đang ngủ ở phòng bên mà tự mình đi vào phòng tắm, lấy nước chuẩn bị sẵn lau cổ, lau mồ hôi. Là nước mát lành làm ra thì thoải mái hơn không ít. Nàng cúi đầu cởi áo định lau nửa người dưới, bỗng nhiên đúng lúc đó, Tiểu Kiều nghe thấy tiếng hít thở khác thường ở phía sau. Tay sướng lại, nàng từ từ quay đầu nhìn xem thử, nương theo ánh nến, trước cửa phòng tắm đột nhiên xuất hiện một nam nhân. Từ đầu đến chân của hắn đều ướt nhẹp, chẳng khác nào vừa mới bỏ ra từ hố nước. Sắc mặt tái nhợt, mặt mày âm u, đôi mắt thì nhìn mình chằm chặp, Hơi thở nặng nề, vẻ mặt lại vô cùng quái dị. Trần thủy tiểu kiều nhìn thấy là nhận ra hắn ngay, cảm giác kinh hãi bao trùm toàn cơ thể. Nàng vẫn tưởng là năm ngoái khi ngụy thiệu đánh hạ tịnh châu, trần thủy cũng bị hắn giết chết. Sao mà nàng ngờ được không những hắn vẫn còn sống sót, bây giờ còn xuất hiện ở đây lại bằng hình thức này nữa chứ. ngay lúc này, nàng cũng không rảnh mà suy nghĩ thử xem rốt cuộc hắn đã lẻn qua mấy chạm gác như thế nào mới có thể xuất hiện trước mặt mình như vậy. Nhịp tim bỗng chốc đập nhanh, nàng đang định cao giọng la to, Trần Thụy đã bước nhanh về phía trước, một tay bịt kín miệng tiểu kiều, một tay khác cầm sẵn cây trùy thủ, hắn dí sát bên tai nàng, nói, không được lên tiếng. Nếu không ta sẽ giết nàng. Cơ thể ướt như chuột lụt của hắn nhích lại gần, tiểu kiều nhanh chóng cảm giác được hơi lạnh lan ra khắp toàn thân nàng dùng mình một cái, nổi cả da gà. Tiểu Kiều mở to hai mắt, nhìn gương mặt âm trầm uy hiếp của Trần Thụy, nàng ngừng dãy ruộng, khẽ gật đầu. Trần Thụy để ý nàng một lúc, ánh mắt dần rơi xuống vạt áo đang khép hờ, một khoảng ngực phập phồng hiện rõ, hắn tiếp tục nhìn chầm chầm chốc lát, bỗng nhiên nhắm mắt lại. Ngay sau đó, Tiểu Kiều nghe được tiếng nuốt nước miếng ứng ực của Trần Thụy, trên mặt hắn hiện ra vẻ mặt hơi kỳ lạ mà nàng nhìn không hiểu. Hắn bỗng mở mắt ra, ôm lấy tiểu kiều bước nhanh đi ra ngoài, sau khi đặt nàng nằm lên giường, hắn siết chặt con dao đứng trước giường, tiếp tục cứ nhìn nàng như thế. Lúc đầu tiểu kiều hoảng sợ đến mức như chân nhũn tay run, tim nhảy lên thình thịch, nàng còn tưởng hắn muốn cường bạo mình. Xuân Nương đang ngủ ở ngay phòng bên cạnh, chỗ ngủ của bà lại ở ngoài nội viện, cách nhau còn chưa đến trăm thước, hơn nữa bất cứ lúc nào cũng có từng tốp lính gác đi canh tuần. Nếu nàng cứ cao giọng hét lên, nhất định vệ binh sẽ đến ngay. Tuy là nói vậy, nhưng trong tay hắn ta lại có dao, đây chính là uy hiếp lớn nhất với Tiểu Kiều. Mà cho dù trên tay hắn không có thanh trùy thủ sáng loáng này đi nữa, Tiểu Kiều cũng biết hắn là kẻ giết như không chớp mắt. Nếu như hắn muốn bóp cổ nàng, chuyện đó cũng dễ dàng giống như chờ bàn tay. Càng không phải nói, chưa gì Tiểu Kiều đã có thể tưởng tượng ra được một cảnh có khả năng xảy ra nhất, chó cùng rất dậu, hắn sẽ lấy nàng ra uy hiếp, ép mọi người nhường đường, cuối cùng sẽ đưa nàng đi theo trong tình cảnh có quân sĩ hai bên nàng nhanh chóng đưa ra một quyết định trước tiên phải kéo dài thời gian chờ thời cơ hành sự cũng không muộn tiểu kiều cố gắng bình tĩnh lại nàng cúi đầu nhìn thấy vạt áo của mình còn nới lỏng bèn vội sửa lại ngay lúc ngước mắt nhìn lên đối mặt với đôi mắt của trần thụy nàng nhẹ giọng nói ngươi vào đây bằng cách nào nàng liếc mắt nhìn cửa sổ phía nam còn khép nửa trần thụy vẫn nhìn nàng chằm chằm như lúc trước ánh nến hát qua đây, chiếu lên khuôn mặt hơi vặn vẹo của hắn, nhìn càng khủng bố. Tiểu Kiều giật giật người. Không được nhúc nhích. Tiểu Kiều từ từ đổi thành kiểu ngồi khá ung dung, nàng nhẹ nhàng nói tiếp ta không động đậy đâu. người đừng lo lắng, bây giờ trong sân có rất nhiều thủ vệ, chỉ cần ta muốn gọi, họ sẽ nhanh chóng chạy vào đây. Vậy nên nếu ngươi không động đến ta, chắc chắn ta sẽ không lên tiếng. Cũng lâu rồi không gặp Đột nhiên ngươi tới đây tìm ta chắc là có việc cần. Nếu có tâm sự thì cứ nói ta nghe, ta bằng lòng nghe ngươi nói." Điệu bộ của nàng rất thoải mái ung dung, giọng nói lại dịu dàng mềm mại, trên mặt còn ẩn chứa ý cười. Trần Thụy bình tĩnh nhìn một lát, gương mặt căng thẳng dần dịu xuống ít nhiều, hắn oán hận nói: "Ta và nàng thì có gì mà nói?" Tiểu Kiều liếc mắt nhìn cây trùy thủ trong tay hắn, nhẹ nhàng chỉ chỉ: "Ngươi muốn nói gì cũng được cả. Ta bằng lòng lắng nghe." Nhưng mà ngươi có thể bỏ cây đao này xuống được không? Ta thấy sợ lắm. Trần Thụy hư một tiếng, nhưng cũng rút đao về. Tên tạc tử Ngụy Thiệu đang ở quận Tây Hà phải không? Hắn trầm mặt hỏi. Tiểu Kiều khẽ gật đầu. Trần Thụy quay đầu lại, quan sát trong phòng một lúc rồi bỗng nói, trước kia muội muội của ta từng ở căn phòng này. Dường như hắn nhớ tới điều gì, nghiến răng nghiến hận nói, đáng thương cho một nữ nhi yếu đuối như muội ấy, trên đường xuất giá lại bị tên tặc tử họ Ngụy gây hại. Tiểu Kiều vội nói, "Ngươi đừng lo lắng, muội muội của ngươi đã được đưa tới chỗ thúc phụ của ngươi rồi, có lẽ bây giờ rất thoải mái." Năm ngoái, vì Trần Từ muốn được liên minh với Tiết Thái, hai nhà quyết định hôn sự của hai con. Gả nữ nhi nhà mình cho nhi tử của Tiết Thái, không ngờ giữa đường lại bị Ngụy Lương phá đám, Trần nữ cũng bị hắn bắt đi. Tiểu Kiều nói thế không phải là để lừa Trần Thủy, mọi chuyện đúng là như thế thật. Lúc đó, sau khi giải vây cho Duyện Châu, Ngụy Lương có hỏi nên xử lý Trần Nữ như thế nào, công tôn dương đưa ra ý kiến nên đưa tới chỗ Trần Bàng đã chiêu hàng. Ngụy Thiệu đồng ý ngay, bây giờ Trần Nữ vẫn đang ở thạch ấp. Trần Thụy sướng sờ, hắn lại tức tối nói, tên tặc tử Ngụy Thiệu chỉ biết giả vờ giả vịt. Hắn cứ tưởng làm vậy ta sẽ cảm ơn hắn nữa sao? Ta chỉ hận không thể chém hắn thành trăm mảnh, như thế mới có thể giải được mối hận trong lòng mình. Thật ra, nếu lúc đó Trần Nữ không bị cướp, thuận lợi gả cho nhi tử của tiết thái, chưa biết chừng kết cục bây giờ còn thảm hơn. Có điều Tiểu Kiều không nói nữa, để mặc Trần Thủy cứ tiếp tục đi tới đi lui trước giường mình, liền mồm phỉ nhổ và mắng nhiếc ngụy thiểu. Nàng không nói lời nào, trong lòng lại bắt đầu suy tính, bây giờ trong phòng mình có tiếng nói vang ra, không biết có thể đánh thức xuân nương dậy được không? Trần Thủy chửi bới kẻ thù trước mặt thê tử của hắn một lúc lâu, rốt cuộc trong lòng mới thoải mái ít nhiều hắn hử mũi sao ta mắng tên tặc tử ngụy thiệu kia mà nàng không nói gì hết vậy tiểu kiều đáp người muốn mắng thì cứ mắng tiếp đi người cũng biết rồi đấy nhà ta và hắn là kẻ thù truyền kiếp hắn cũng chán ngấy ta lắm rồi lần này tới tịnh châu hắn cũng không định dẫn ta theo nhưng mà tổ mẫu hắn đã ra lệnh như thế hắn không có cách nào đành phải dẫn đi cùng trong lòng trần thụy bỗng thấy thư thái hơn nhiều lắm hắn gật đầu một cái nàng cũng thật đáng thương xinh đẹp thế này mà cũng chỉ là bông hoa nhài cắm vào bãi phân châu, gả cho một tên tặc tử không hiểu phong tình như ngụy thiệu. Tiểu kiều thở dài, hơi nhíu mày, ta chỉ là một nữ nhi thôi mà, cũng giống như lục bình không có dễ, thân bất do so kỳ, nước chảy bèo trôi thôi. Vốn tiểu kiều đã xinh đẹp vô song, giờ khắc này đây, mái tóc mai xóa tung trên vai áo, khuôn mặt u sầu và đôi mày nhíu chặt, Trần Thụy nhìn mãi không sao rời mắt nổi, dáng vẻ căm phẫn lúc mới vào cũng hoàn toàn biến mất hắn ngơ ngác nghĩ, nếu mỹ nhân đã vô tình với tên họ ngủy kia, sau khi đưa nàng đi, mình cũng không cần lấy nàng ra uy hiếp ngụy thiệu, thà cứ dẫn cậu thiếu niên tộc Khương tới bộ tộc Ti Hòa, mượn binh quay lại đánh ngụy thiệu còn hơn. Đang nghĩ ngợi một hồi, đột nhiên hắn lại nhớ ra cơ thể mình đã không còn trọn vẹn, dù có được mỹ nhân cũng lực bất tòng tâm. Một cơn đau nhói tim lại ùa ùa kéo tới, vẻ mặt dần trở nên quái dị. Tiểu Kiều vẫn quan sát kỹ sắc mặt của hắn, trông hắn như có phần kích động. Nàng cũng không biết Ngụy Tiểu đã từng ra tay với Trần Thủy, cho dù nàng có thể thông minh nhanh trí đến mức nào đi nữa, sao có thể đoán ra trong lòng Trần Thủy đang nghĩ gì. Thấy tình hình có vẻ không ổn, nàng vội trấn an hắn, ở đây có thủ vệ canh gác, sao ngươi vào đây được. Trần Thủy hít một hơi thật dài, hừ một tiếng, thủ vệ nhiều hơn thì có sao. Lúc trước tấn dương này là của Trần Gia ta, cho dù Ngụy Tiểu có tinh danh đi nữa, hắn cũng không thể nào ngờ được ở ao sau có một đường ngầm thông ra ngoài. Nàng đừng nói thêm gì nữa, đi theo ta là được. Nghĩ tới chuyện ngụy Thiệu biết mình còn chưa chết, lại có thể bắt được kiều nữ dưới mí mắt của tầng tầng tù vệ, hắn bỗng cảm thấy đắc ý vô cùng. Lúc này tiểu kiều mới hiểu ra, chẳng trách khi đi vào cả người hắn ướt nhẹp như vừa vớt ra từ trong nước. Hóa ra là lèn vào từ đường ngầm dưới ao, nhờ đó mới tránh được thủ vệ thật ra lúc đầu khi Trần Thụy về đây, hắn định lấy tên thiếu niên người Khương trong tay mình để dụ Tiểu Kiều đi ra ngoài. Nhưng rồi sau khi tới Tấn Dương, thấy thủ vệ canh phòng nghiêm ngặt mà mình lại đơn thương độc mã, nếu làm việc công khai chỉ sợ khó mà thành công nổi. Nhưng mà cũng đã tới đây rồi, Kiều Nữ lại gần ngay trước mặt. Cứ từ bỏ như thế thì thật không cam lòng. Sau một hồi nghĩ tới nghĩ lui, Trần Thụy bỗng nhớ ra con đường ngầm bí mật dưới ao ở hậu viện Nha Môn, thế là hắn thay đổi ý định, quyết định lẻn vào đây giữa đêm hôm khuya khoát, bắt kiều nữ đi. Chỉ cần kiều nữ còn ở trong tay mình, sợ gì mà không rời thành được. Hắn cũng lo lắng nếu cứ tiếp tục ở đây sẽ bất lợi cho chính mình, Trần Thụy đi qua túm lấy cánh tay tiểu kiều để trên giường, nói ta nói thật với nàng, tên thiếu niên tộc Khương Ti Hòa bây giờ cũng ở trong tay ta. Nàng đi theo ta, đợi tới khi mượn được binh sĩ của Ti Hòa, nàng sẽ thấy ta tấn công ngụy Thiệu, báo thù dừa hận như thế nào. Tiểu Kiều giật nảy mình, trông dáng vẻ của hắn không giống như nói phết, nàng vội tránh khỏi tay của hắn, lắc đầu, Trần tướng quân lại mạnh miệng trước mặt ta đấy à? Giả tướng quân dũng mãnh hơn người, ta đã ra lệnh cho hắn dẫn theo trăm binh sĩ, đuổi bắt Điêu Mạc, sao cậu thiếu niên tộc Hương đó có thể rơi vào tay ngươi được? Trần Thụy nghe giọng nàng có vẻ như xem thường mình lắm, sao mà hắn nhịn được? Hừ một tiếng, nói cho nàng biết cũng không sao, bây giờ ta đã giấu hắn ở Long Sơn thành Tây. Tấm Dương vốn là địa giới của Trần gia ta, ai có thể ngăn ta ra vào được. Nàng đừng nói gì nữa, mau đi theo ta ngay. Tiểu Kiều bị hắn kéo xuống giường, lồi đến cạnh cửa, thấy hắn vừa mở then cửa ra, vừa quay đầu uy hiếp không cho mình lên tiếng, nàng hơi ngừng lại, nói, ta còn chưa mang giày, Trần tướng quân cho ta mang giày đã. Trần Thụy nhẹ nhàng mở cửa phòng, ló đầu ra ngoài liếc mắt nhìn xung quanh. Thấy ngoài kia vẫn tĩnh lặng như cũ, không có bóng dáng một người nào trần thụy khá yên tâm hắn quay đầu định kéo tiểu kiều đi với mình không ngờ lại bị người phía sau đẩy mạnh bất ngờ như người về phía trước dưới chân vướng phải ngưỡng cửa thế là cả người mất trọng tâm ngã nhào về phía trước ngay sau đó sau lưng vang lên tiếng đóng sập cửa và cài then rốt cuộc trần thụy mới phản ứng lại được hắn giận dữ nhảy lên đạp mạnh vào cửa cánh cửa này được đóng bằng gỗ hoàng dương rất dày dặn Thên cửa cũng dài tầm hai thước, dày khoảng 10 tấc, sao mà đạp được đây? Dư ới tình thế cấp bách, hắn vội vàng chạy tới cửa sổ phía nam mà mình đã nhảy vào. Nhưng động tác của Tiểu Kiều còn nhanh hơn hắn nữa. Sau khi cài thên cửa, nàng chạy như bay tới trước cửa, lạch cạch, đóng lại rồi lớn tiếng kêu to. Trần Thủy còn chưa kịp tới cửa, phía sau lưng đã vang lên tiếng hét ồn ào, hắn quay đầu lại. Trong bình viện xuất hiện chừng 10 người cầm đúc lửa tất cả đều là thủ vệ trực đêm, Trần Thụy kinh hãi đến biến sắc, hắn biết nếu không chạy nhanh thì trễ mất. Thế là hắn vội vàng lao tới cây áo phía sau vườn, ai mà ngờ chưa đi được vài bước, ở phía đầu hành lang cũng chạy ra mấy người. Bốn phương tám hướng chặn hết tất cả đường của hắn, không thể nào trốn được. Trần Thụy thấy hối hận vô cùng, hối hận vì đã bị kiều nữ dụ dỗ, càng không được nói ba hoa với nàng ta như vậy. Nếu đánh ngất khiêng đi, chắc chắn lúc này đã ra khỏi nha môn sao có thể rơi vào tình cảnh như ba ba trong giỏ. Hắn đỏ mắt gầm lên một tiếng, rút cây roi bên hung định liều mạng mở ra con đường máu, bốn phía vang lên tiếng vèo vèo, tên bắn như mưa, trước ngực, sau lưng bị ghim mười mấy mũi. Vốn trời sinh Trần Thụy đã sống dai hơn người, vì thế ngày đó sau khi ngụy Thiệu sai người tiến hắn rồi nhận lấy một đao, người hành hình chắc chắn hắn đã chết thật rồi, cho nên mới kéo tới ném vào đống thi thể, không buồn quan tâm nữa không ngờ Trần Thụy lại vùng vẫy sống lại, cuối cùng còn đào tàu. Cứ ngỡ đại nạn không chết hắt có hậu phúc, nhưng sao mà ngờ được, hôm nay hắn lại chịu chết trong tay một phụ nhân. Trần Thụy hét lên một tiếng, hắn rút mũi tên nhúm máu đã cắm vào ngực phải, ngửa mặt ngã xuống. Lúc này Xuân Nương mới vội vã chạy tới phòng Tiểu Kiều, gõ mạnh cửa, gọi to tiếng nữ quân. Mãi đến khi ấy, Tiểu Kiều mới nhận ra cả người mình không còn chút sức nào, đến sức để đứng cũng không có nàng trượt dọc theo tường ngồi phịch xuống đất cả người như run rẩy bỗng nhiên nghe thấy giọng nói quen thuộc đầy lo lắng của xuân nương tiểu kiều cố gắng đứng lên cánh tay mềm nhũn mở then cửa rút đến mấy lần mới gỡ được nó ra xuân nương đẩy cửa ra thấy tiểu kiều đang đứng ngay sau cửa hai mắt trợn tròn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch và nhợt nhạt bà nghe tiếng nàng nức nở gọi mình xuân nương xuân nương đau lòng không chịu nổi hai cánh tay ôm chặt cơ thể lạnh lẽo của nàng vào trong ngực vỗ vỗ sau lưng nàng an ủi tiểu kiều được xuân nương đỡ ngồi nàng nhắm mắt một lúc nhờ vòng tay ấm áp và tiếng an ủi dịu dàng của nhũ mẫu tiểu kiều mới dần bình tĩnh lại đột nhiên nàng nhớ ra một chuyện hơi mở mắt ra hỏi tên trần thủy kia đâu xuân nương oán hận nói tên tặc tử kia à bị bắn chết rồi nữ quân đừng sợ thật ra tỳ đã nghe thấy tiếng nói chuyện trong phòng tỷ còn nghe lén ở bên ngoài một lúc, vốn định cho người vào khi đó, nhưng lại sợ tên kia chó cùng rất sầu, nhỡ lại gây bất lợi cho nữ quân. Cho nên mới lặng lẽ bảo thị vệ mai phục bên ngoài tùy cơ ứng biến. May mà nữ quân nhanh trí nhốt hắn ở bên ngoài, nếu không đúng là khó tưởng tượng nổi. Xuân Nương nhớ lại tình cảnh lúc vừa rồi, trái tim bây giờ vẫn còn nhảy tình thịch, sau lưng thấm ướt mồ hôi lạnh. Tiểu Kiều nhớ tới câu Trần Thụy bị mình dụ dỗ khai ra lúc vừa rồi, Cậu thiếu niên người Khương đã bị hắn giấu ở Long Sơn thành Tây. Long Sơn lại rất lớn, nếu không có vị trí chính xác chỉ sợ rất khó thì thấy người. Nếu kéo dài quá lâu, chỉ e thiếu niên kia sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Vậy nên Tiểu Kiều cũng không buồn quan tâm hai chân mình mềm nhũn, nàng vội vàng mặc thêm quần áo vào, đứng dậy mở cửa đi ra ngoài. Nhìn thấy trợ thủ của giả tư là Lâm Hổ đã sai người kéo Trần Thụy ra ngoài, nàng vội kêu ngừng lại dũng sĩ lâm hồ chạy tới xin tạ tội với nàng. Tiểu kiều lắc đầu, nhanh chóng đi tới cạnh Trần Thụy. Trước ngực hắn cắm chi chít đầy tên, khóe miệng vẫn còn ứa máu ra, hai mắt nhắm nghiền. Tiểu kiều thấy hắn đã chết như vậy rồi, dù có hỏi cũng không trả lời được. Hơn nữa tình trạng của hắn quá kinh khủng, trong lòng nàng bỗng xuất hiện một cảm giác quái dị, nhiều hơn thế nữa là vẻ không đành lòng. Tiểu kiều lấy lại bình tĩnh, quay đầu nói với lâm hồ cậu thiếu niên người khương kia đang bị giấu ở một nơi nào đó ở long sơn cậu dẫn người tới đó lục soát đi mượn thêm quân lính ở bốn thành càng nhiều người càng tốt nhớ phải nhanh chóng tìm được người lâm hồ đáp lại còn người này nàng trần trừ một lúc đào hố cho hắn để cho hắn toàn thây lâm hồ sướng sờ nhưng cũng nhanh chóng trả lời ngay đến lúc này rồi tiểu kiều vẫn cảm thấy chân mềm tay run sau khi dặn dò xong, Xuân Nương đỡ nàng quay lại, đang định đi về phòng. Đúng lúc đó, xác chết Trần Thụy trên mặt đất lại bỗng dưng mở mắt, hắn ọc một tiếng, một tay vươn ra nắm được một chân của Tiểu Kiều, không hề nhẹ. Chuyện này xảy ra quá bất ngờ, dù là ai cũng không ngờ tới nổi, phản ứng đầu tiên của tất cả mọi người đều là khiếp sợ đến ngẩn ra. Tiểu Kiều đã yêu ớt lắm rồi, sao còn chịu được tay hắn kéo như thế? Nàng hét lên một tiếng rồi ngã ngồi xuống đất hoảng sợ nhìn Trần Tụy há mồm cắn chân mình một cái, đôi mắt vẫn nhìn nàng chầm chập, miệng hàm hồ nói, nàng. Thật, đẹp, chết, dưới, thân, nàng, không đáng tiếc, dứt lời thì chết. Tiểu Kiều thét lên, a à. chương 106. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio. Mặc dù Trần Tụy đã gần chết, nhưng hàm răng của hắn cắn vào chân Tiểu Kiều lại không hề nhẹ một chút nào đám người lâm hồ đứng bên cạnh sau khi ngây người sợ hãi thì vội vàng bình tĩnh chạy tới mở răng của hắn ra nhất thời lại không sao tách được cuối cùng xuân nương phải cởi đôi giày vải trên chân của tiểu kiều chân nàng mới thoát được ra ngoài tiểu kiều đang mang một đôi giày mềm đi đường bị trần thủy cắn mạnh như thế thì cũng rất đau hơn nữa nàng còn bị hoảng hồn hoảng vía sau khi được mọi người đỡ về phòng cả người tiểu kiều mềm nhũn nằm bẹp ở trên giường xuân nương kiểm tra bàn chân nàng trước mũi chân mềm mại trắng tuyết có một dấu răng đỏ khá sâu, may mà chưa bị rách ra. Dù vậy bà vẫn thấy đau lòng không ngớt, sai hầu gái mang nước sạch tới đây. Xuân nương lau chân cho nàng rồi nhẹ nhàng thoa một lớp thuốc mỡ, cuối cùng còn trồng thêm đôi tất che nó lại. Đám người dũng sĩ lâm hổ ngoài kia đã lui ra, chỉ để lại một nhóm thủ vệ tiếp tục làm nhiệm vụ, những người còn lại chạy tới cửa tây suốt cả đêm, tập trung quân số đi tới lục soát núi Long Sơn. Rốt cuộc trong phòng cũng quay về yên tĩnh. Xuân Nương ở bên Tiểu Kiều một lúc lâu, thấy nàng nhắm mắt lại như ngủ thiếp đi rồi. Bà đang định đứng dậy tắt đèn, tay lại bị Tiểu Kiều nắm chặt. Tiểu Kiều vẫn nhắm mắt như cũ, nhưng hàng mi lại run lên không ngừng, nàng nhẹ giọng nói, "Xuân Nương ngủ cùng ta đi." Xuân Nương biết tối hôm nay Tiểu Kiều đã hoảng sợ thế nào, vốn bà cũng không định rời đi, Xuân Nương đau lòng vuốt ve trên trán nàng một lúc rồi nằm xuống. Sáng hôm sau, tiểu kiều tỉnh lại thì hơi sốt xuân nương vội vàng đi mời thầy thuốc tới kê đơn chờ đến buổi tối nhóm lâm hồ đi lục soát long sơn vẫn chưa tìm được gì long sơn quá rộng địa hình thì hiểm trở lại không xác định được vị trí rõ ràng nếu cứ tìm lung tung không mục đích thế này thì cũng khó đoán ra được người đó đã bị giấu ở đâu khó khăn như vậy có lẽ chỉ trông vào may mắn tiểu kiều vô cùng lo lắng dũng sĩ lâm hồ còn huy động thêm người điều mấy nhóm thủ vệ ở bốn cửa thành tập trung cùng soát núi. Lại một buổi tối trôi qua không có động tĩnh gì. Cả đêm nay, Tiểu Kiều cứ ngủ rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại ngủ. Bóng ma mà Trần Thụy mang tới vẫn ám ảnh lấy nàng, hơn nữa, nghĩ đến chuyện cậu thiếu niên tộc Khương tên viên đó, tâm tình lại càng uể oải hơn. Mặc dù họ chỉ là bèo nước gặp nhau nhưng Trung Quy cũng tính là duyên phận. Nếu vẫn không tìm được, cho dù không bị thú rừng gây thương tích, chỉ sợ cậu thiếu niên đó cũng bị chết khát thôi lúc cử giả tư đi cứu hắn nàng còn cân nhắc đến bộ tộc ti hòa đứng đằng sau nhưng đến mức này rồi nàng không buồn quan tâm đến những thứ khác nữa chỉ hy vọng hắn còn sống cho mọi người tìm được trạng vạng ngày thứ ba trời dần đen kịt ngay khi tiểu kiều bắt đầu tuyệt vọng tin tốt lại đột nhiên ập đến nửa đêm ngày hôm qua sau khi giả tư trở về nghe được tin tức ở cửa thành hắn không kịp chạy vào thỉnh tội với nữ quân mà lập tức dẫn người tới Long Sơn, gia nhập vào hàng ngũ tìm kiếm. Giả tư đứng ở một nơi dễ quan sát dưới chân núi Bắc Sơn, nhìn lướt qua khu vực chỉ toàn là mù mả, đột nhiên hắn quyết định quay lại, sai người vén cỏ trước một ngôi mộ ra, đầy tảng đá đang chặn ngay trước miệng. Quả nhiên, trong ngôi mộ này có một căn hốc nhỏ, viên bị nhét trong góc đã hôn mê. Miệng của cậu bị bịt kín, chân tay cũng bị trói rất chặt bởi vì dây đã buộc quá lâu, vị trí bị trói ở cổ tay cổ chân đều ứ lại thành vết máu rất dài. Sau khi đưa cậu về, viên được đút nước một lúc thì tỉnh lại. Được thầy thuốc trần bệnh xong, hạ cô giúp cậu thay thường phục, sau đó còn nhẹ nhàng xoa bóp. Ăn được một chút đồ ăn lòng, bởi vì cơ thể quá suy yếu, cậu lại dần hôn mê. Thật ra cơ thể của Tiểu Kiều vẫn chưa hoạt bát hơn, nhưng tâm trạng thì lại vô cùng tốt. Nghe người làm báo lại, giả tư đang đứng chờ ở ngoài để nhận tội với nàng tiểu kiều vội gọi hắn vào trong giả tư vô cùng xấu hổ vừa nhìn thấy tiểu kiều đã nhanh chân quỳ xuống tiểu kiều vội vàng ngăn hắn lại nàng nói giả tướng quân có tội gì cơ chứ không những vô tội mà còn lập được đại công nữa đấy mau đứng dậy đi giả tư xấu hổ trong tình huống lấy nhiều địch ít tối hôm đó hắn lại để cho trần thụy dẫn cậu thiếu niên tộc hương trốn chạy được sau khi phát hiện ra giả tư không quay lại tìm kiếm mà cứ tiếp tục truy đuổi về phía trước. Mãi đến khi đuổi theo hơn trăm dặm, đến trưa ngày hôm sau, hắn mới cảm thấy có vẻ hơi kỳ lạ, vội vàng quay về lại tấn dương. Vì sự thất trách của mình đã khiến nữ quân chịu hoảng sợ như thế, sao hắn không xấu hổ được đây? Mà tướng đã không vây bắt được toàn bộ, mặc dù những người đồng hành với điêu Mạc kẻ chết người bị bắt, nhưng tên điêu Mạc thì trốn được. Mà tướng vô dụng, phụ sự kỳ vọng của nữ quân giả tư vẫn quỳ không đứng dậy tiểu kiều bước qua một bên cười nói giả tướng quân mau đứng lên đi sao ta nhận nổi có chặt thế nào cũng sẽ có sơ hở huống hồ mọi chuyện xảy ra đâu thể đổ hết lên đầu của tướng quân ngược lại ta rất muốn cảm tả tướng quân vì đã kịp thời đưa được cậu thiêu niên tộc hương kia về nếu chỉ kéo dài thêm một tối chỉ sợ hắn sẽ không sống nổi nếu bàn về công lao tướng quân là người đứng đầu tiên chỉ có điều sao giả tướng quân lại nghĩ đến chuyện trong ngôi mộ đó có dấu người tiểu kiều thấy hắn cứ một mực muốn nhận tội với mình nên mới có ý chuyển sang đề tài khác nữ quân cười cười nói nói không hề có ý trách cứ mình chút nào rốt cuộc giả tư mới thoáng định thần hắn đáp quỷ thần sẽ khiến người ta kính sợ tránh xa hơn nữa ngôi mộ đó lại nằm ngay lối vào chân núi nhìn qua là thấy ngay mặc dù bọn lâm hồ đã đi qua đi lại đó nhiều lần nhưng họ không ngờ tên Trần Thủy kia sẽ nổi điên nhét người vào trong mộ. Vốn mặt tướng cũng không hề nghĩ vậy, nhưng mà sau một lúc, để ý thấy trên mấy tảng đá mọc rêu xanh có dấu vết nứt vỡ còn rất mới, không giống với những ngôi mộ lâu năm. Hơn nữa cỏ dại trên mộ phần cũng có nhiều dấu vết che đậy, vì thế mặt tướng mới sinh lòng nghi ngờ, quyết định mở ra xem cho rõ ngọn ngành. May là mặt tướng đã đoán đúng, chỉ là may mắn thôi ạ. À. Không dám nhận lời khen ngợi của nữ quân lúc này tiểu kiều mới chợt hiểu trong lòng nàng kính nể không thôi nàng bước lên đỡ giả tư đứng dậy sau đó mới nói giả tướng quân không nên tự trách ta còn một chuyện quan trọng nữa muốn giao cho giả tướng quân giả tư đáp lời ngay xin nữ quân cứ dặn dò có chết mặt tướng cũng sẽ không chối từ tiểu kiều ra lệnh chờ đến khi cậu thiếu niên kia có thể lên đường được mong giả tướng quân có thể tự mình hộ tống nhanh chóng đưa cậu ấy về hoàng trung mấy ngày sau giả tư hộ tống viên đi tới lãnh địa của người ti hòa ở Hoàng Trung. Trong mấy ngày này, giả tư đã tìm ra con đường ngầm dưới cái ao sau viện, phá hủy hoàn toàn. Sau đó hắn tự mình dẫn người, tìm kiếm kỹ càng quanh khu vực hậu viện mà nữ quân đang ở, đề phòng vẫn còn nơi sơ hở trong phòng ngự. Sau khi viên lên đường hồi hương, bởi vì tối hôm đó quá mức hoảng sợ mà sinh bệnh, tình trạng của Tiểu Kiều cũng dần dần tốt lên. Chỉ có điều buổi tối khi đi ngủ nàng vẫn còn thấy sợ mặc dù khí trời bắt đầu ấm áp dần, nhưng cửa sổ cũng không dám mở ra. Bên trong được cái then cẩn thận, Xuân Nương cũng ngủ chung với nàng. Thế mà trong phong thư nàng gửi cho Ngụy Tiểu, Tiểu Kiều không hề đề cập đến chuyện Trần Thụy Sông vào nha môn lúc nửa đêm, cũng không kể là mình đang bị ốm. Nàng chỉ nói với hắn, mình tình cờ cứu được tôn tử của tộc trường Ti Hòa, bây giờ đã đưa cậu về nhà. Nếu có thể góp chút sức lực vào hành trình chiêu an của công tôn Dương, nàng thấy rất vui mừng công tôn dương lặn lội đường xa cuối cùng cũng tới được lãnh địa của bộ tộc ti hòa hoàng trung mấy ngày trước xưa kia đây là vùng rừng rậm sum xuê với rất nhiều loài chim và muông tú người khương dần bành trướng sinh sôi sống bằng nghề chăn nuôi du canh du cư không có nơi cố định sau đó số lượng nhân khẩu càng tăng nhanh từ nhiều đợt giao lưu với người hán họ bắt đầu chuyển sang hướng nông canh định cư tộc nhân ti hòa ở hoàng thủy bây giờ là do nguyên vượng tộc trưởng dẫn dắt mấy chục năm họ an cư lạc nghiệp ở nơi này, số dân không ngừng tăng lên đến gần 200 ngàn, trở thành bộ tộc lớn thứ hai sau tộc thiêu đương khương. Trong đó thanh niên trai tráng chiếm một nửa, bình thường vẫn chăn nuôi trồng trọt, vào thời chiến thì trở thành binh sĩ, vô cùng dũng mãnh. Ba ngày trước, biết được ngụy tiểu phái sứ giả tới đây, dù nguyên vượng bị bệnh mấy tháng trời vẫn tự mình ra đón ông vào gặp, khoản đãi nhiệt tình. Công tôn dương truyền đạt lại ý đồ lôi kéo của ngụy tiểu họ sẽ không phải đóng thêm bất cứ thuế má lao dịch nào, cũng không bị cưỡng ép đi nhập ngũ hay bị cướp lực lượng lao động chính, nói theo ước pháp tam chương từ cổ đại, nguyện uống máu ăn thề. Mặc dù Nguyên Vượng tự mình ra đón công tôn dương, thái độ cũng khá là cung kính, nhưng ông ấy không hề lên tiếng đồng ý về việc chiêu an này. Công tôn dương cũng hiểu, sau mấy thập niên ngăn cách, hai bên bị chấn áp phản kháng không ngừng, đóng băng ba thước đâu thể chỉ một ngày, sao nghi ngờ có thể dễ tan ngay vì vậy ông cũng không vội vã sau khi dâng tặng lễ vật thể hiện sự tôn kính với tôn giả lớn tuổi ông cũng ở lại để tiếp tục thuyết phục lâu dài sau một đêm trong đèn nói chuyện hai bên cùng thành thật với nhau rốt cuộc nguyên vượng lão tộc trường cũng bị thành ý của công tôn dương làm lung lay ít nhiều ông nói để cho mình được suy nghĩ một đêm sáng mai sẽ trả lời hôm nay công tôn dương dậy sớm chờ đợi cuộc gặp mặt với nguyên vượng mặc dù tối qua nguyên vượng chưa tỏ rõ thái độ của mình nhưng công tôn dương nghe lời đoán ý thì cũng nắm chắc được 8, 9 phần 10. Ông rất có lòng tin. Tuy nhiên tới canh giờ hẹn trước, Nguyên Vượng vẫn chưa thấy xuất hiện. Công tôn dương đang định đi ra ngoài, một tên tùy tùng vội vã bước vào, bẩm quân sư, không xong rồi. Nô tài vừa nhận được tin, sáng sớm nay có một người thiêu đương khương đưa tin tới, không biết họ đã nói gì với Nguyên Vượng mà Nguyên Vượng ngất xỉu. Tình hình không ổn lắm, chỉ sợ sẽ có bất lợi với quân sư quân sư nên nhanh rời khỏi đây. Trong mấy ngày công tôn dương ở đây, ngoài việc thuyết phục nguyên vượng tộc trưởng, ông cũng không nhàn rỗi. Công tôn dương còn âm thầm tạo dựng quan hệ với một người ở bên cạnh nguyên vượng, tin tức này cũng là do người đó vừa cấp tốc đưa sang. Hai phó tướng hộ tống công tôn dương cũng cảnh giác tức thì, nhìn về phía ông. Công tôn dương trầm ngâm một chút rồi nói, là hỏa thì không sao tránh khỏi. Dù sao cũng đã tới đây rồi, đâu có cái lý thấy việc không thành thì sợ hãi bỏ đi. Ta qua xem thì sẽ biết ngay đã xảy ra chuyện gì. Dứt lời, ông đi ra cửa, trực tiếp tới lĩnh chứng của nguyên vượng. Sau khi có người vào thông báo, ông chờ một lúc thì được mời vào trong. vừa mới bước vào, hai đại hán trước mặt sông tới ngay lập tức rút đao cấm ông bước tới cần. công tôn dương nhìn thẳng về phía trước. nguyên vượng đang được một người đỡ ngồi trên chiếc ghế chủ vị được lót bằng tấm đệm lông dê mềm mại và rực rỡ sắc mặt xám trắng còn dương dương nước mắt. Bên cạnh cũng là một người Khương, đang liếc mắt nhìn mình. Còn mấy tộc nhân ti hòa kia đều trợn mắt nhìn nhau. Công tôn dương thoáng giật mình, nhưng ngoài mặt vẫn không hề thay đổi. Ông nói, hôm nay ta dậy sớm vẫn chờ đợi tin vui từ thủ lĩnh, vậy mà không thấy ngài đến gặp. Cho nên ta mới tới đây hỏi thử xem. Ông đưa tay đẩy lưỡi đao chắn trước mặt mình ra. Sau buổi tối qua ta và thủ lĩnh cùng trò chuyện, quyết định như ở ngay trước mắt không biết tại sao hôm nay trời vừa sáng bỗng nhiên lại chĩa đao thế này vẻ mặt nguyên vượng âm trầm không nói một lời nào một lão tộc trưởng bên cạnh thức tối nói ngươi còn dám giả vờ giả vịt từ ngày đầu tiên ngươi tới đây ta đã biết ngươi không hề có lòng tốt gì đâu mấy người hán các ngươi nói một đằng làm một nẻo ngoài miệng thì bôi mật sau lưng lại đâm mình một đao không cần phải nhiều lời với hắn chém chết hắn đi có hắn từ cầm đao xông tới hai phó tướng sau lưng công tôn dương giận dữ, họ cũng rút đao đứng chắn trước mặt công tôn dương, hét to, ai dám ra tay. Đụng đến một sợi tóc gáy của quân sư chúng ta chính là kẻ địch của quân hầu. Cứ xem gương tên Trần Tường ở tỉnh Châu là biết, mấy người tự hỏi mình thử xem, có mạnh hơn tên Trần Tường đó không? Phía đối diện nhất thời yên tĩnh. Công Tôn Dương nhìn sắc mặt càng trở nên sám trắng của Nguyên Vượng, ông bước tới trước một bước, ân cần nói, thủ lĩnh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hay là ngài đã nghe người ta nói gì rồi, nếu không sao lại đột nhiên thay đổi ý định? Ta cũng đã trình bày rất rõ ràng, không phải quân hầu của ta sợ xảy ra chiến tranh, chẳng qua ngài ấy cân nhắc đến biên cảnh yên bình, lo cho phúc lợi của nhân dân, cũng là vì những hành xử bất công của lãnh chúa Tịnh Châu và quý tộc dạo trước, cho nên ngài ấy mới phái ta đến đây bày tỏ ý chiêu an. Tất cả đều xuất phát từ lòng thành của quân hầu, ta đã thẳng thắn với ngài rồi, mong thủ lĩnh cũng thẳng thắn với ta có gì thì cứ nói, không cần phải kiêng kỵ. Nguyên vượng từ từ đứng lên, phất phất tay, mấy hán từ cầm đao vội hạ xuống. Công tôn tiên sinh, tôn nhi của ta đã chết trong tay mấy người hán các người. Nếu không trả thù này, sao ta có thể an lòng tôn nhi đáng thương của mình đây? Ông đừng trách ta, mấy người hán các người đều cá mè một lứa, bội tín bội nghĩa. Ta cũng không dám giao cả bộ tộc của mình vào trong tay mấy người hán các người đáng lẽ ta cũng không nên giữ ông ở lại đây làm khách. Mà thôi, ta không làm khó ông, ông đi đi. Ý tốt của quân hầu, tộc nhân ti hòa không dám nhận. Công tôn dương lấy làm kinh hãi, ông trầm ngâm một chút rồi đáp, ta hiểu tâm trạng đau thương của thủ lĩnh lúc này. Vốn nên cùng đau đớn, nhưng chỉ sợ thủ lĩnh thương cháu nên sốt ruột, bị người có lòng riêng lợi dụng. Không biết thủ lĩnh có thể nói ta nghe, ai là người đã hại tôn nghi ngài. Tin tức này có chính xác hay không? nếu có thể giúp đỡ ta sẽ gắng hết sức lực của mình nguyên vượng nói ông không cần nhiều lời người hán không tin được y ta đã quyết nếu ông không đi thì đứng trách ta đây không khách sáo thấy tình hình đã sắp thành công lại bỗng nhiên xảy ra sự cố trong lòng ông cũng đoán những chuyện này là do tên người khương mới tới đó gây nên trong lòng không nỡ đi như thế đang lúc trần trừ bỗng ngoài trướng vang lên tiếng bước chân gấp gáp ngay sau đó là tiếng gọi vang vào thủ lĩnh Thiếu chủ nhân đã về, thiếu chủ nhân đã về. Công tôn dương quay đầu nhìn lại, đằng xa là một cậu thiếu niên thanh tú mặc xiêm y người Hán được mọi người vây quanh, cậu đang bước nhanh về phía này. Bên cạnh cậu ta còn có một người Hán đi cùng, là giả tư. Công tôn dương giật mình. Ông đoán ra ngay, thiếu niên này chính là tôn nhi mà mới lúc nãy nguyên vượng còn tưởng rằng đã chết. Không ngờ cậu ta lại quay về đúng lúc như thế này. Quả thực là chuyện may. Nhưng mà, sao giả tư lại đi cùng với cậu? Trong lòng công tôn dương đầy nỗi băn khoăn, trợn mắt ngoác mồm. Nguyên vượng cũng chấn động cả người, đột nhiên ông mở to hai mắt như không thể tin nổi, mừng rỡ chạy ra ngoài ôm chặt lấy cậu thiếu niên đang đi tới, lệ nóng tuôn trào. Mấy tộc nhân ti hòa bên cạnh không ngừng nhảy nhót hoan hô, ai cũng vui mừng hớn hở, có người còn quỳ xuống vái lạy thần linh. Đợi đến khi bình tĩnh, không biết thiến niên kia đã nói mấy câu gì, Công Tôn Dương nhìn thấy Nguyên Vượng bỗng buông cậu ấy ra, nhanh chóng đi tới trước mặt mình, khom người cung kính nói Công Tôn Tiên Sinh, vừa rồi ta đã đắc tội với ngài rồi. Yên Hầu phu nhân có ơn cứu mạng to lớn với cháu ta, ta nguyện nhận ý chiêu an của Yên Hầu, người ti hòa khương một lòng quy phục. Nguyện uống máu ăn thề, nếu phải bội lời thề này, nhân thần cộng chu một. Một người và thần đều cùng chém giết. Chương 107 Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio từ ngày đầu tiên khi yên hầu ngụy thiệu trở thành chủ nhân mới của tỉnh châu thủ lĩnh nguyên vượng của ti hòa đã bắt đầu quan tâm đến hắn người này không chỉ chiếm được tỉnh châu mà trần thị gia tộc thống trị mấy thập niên hơn nữa nguyên vượng biết hành động kế tiếp của hắn chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến những người dân tộc hương đã sinh sống ở vùng hòa trung bấy lâu nay nguyên vượng từng nghe nói đến một số việc mà người chủ mới của tỉnh châu đã làm mấy năm qua danh tiếng của đại quân phương bắc không giống như trần tường nhưng nguyên vượng lại không mong đợi lắm đối với người tộc hán vì lẽ đó vào năm ngoái mặc dù ông cũng đoán được ý chiêu an của ngụy thiệu đối với người khương nhưng ông vẫn không hề tin tưởng mà luôn duy trì một thái độ cẩn thận ti hòa không liên kết với thiêu đương khương cũng không nhận ý chiêu an của ngụy thiệu cho tới hôm công tôn dương trở thành sứ giả được ngụy thiệu phái đến lãnh địa của ông đối với chuyện này nguyên vượng khá là kinh ngạc công tôn dương là người có nhân cách tuyệt vời vừa nho nhã lại có tài hùng biện. Hai người thẳng thắn nói chuyện với nhau suốt một đêm, không hề có ý hùng hổ dọa người gây ép buộc, giống như con suối chảy róc rách, nhẹ nhàng tiến vào lòng, thế rồi không biết từ lúc nào, hắn có thể khiến cho đối phương tiếp nhận quan điểm của mình, cũng vui lòng nghe theo. Công tôn dương tới đây đã nhiều ngày, dần dần nguyên vượng đã bị ông thuyết phục, tuy chưa từng tận mắt nhìn thấy ngụy thiểu, nhưng cái danh đại quân phương Bắc như sấm rội bên tai, trước đây vẫn thường nghe người ta truyền miệng. Có lần Nguyên Vượng còn nghe thấy lời đồn. Có người nói, trước kia, hắn đã lăng chỉ kẻ thù từng giết phụ thân mình, ngàn đao đến chết, vậy mà vẫn còn chưa hết hận, hắn tiếp tục băng nhỏ như bùn. Mặc dù đó chỉ là lời đồn, có lẽ đã được khuếch đại lên nhiều lần, nhưng sự tàn độc của hắn cũng có thể nhìn ra, khiến cho người khác phải hoàn toàn run sợ. Đây cũng là nguyên nhân khiến ông băn khoăn không chấp nhận lời chiêu an của Ngụy Thiệu năm ngoái một người tàn độc đến như thế thì có khác gì nhóm trần tường kia đâu nhưng trong những ngày qua ông mới cảm nhận được nhân cách tuyệt vời của công tôn dương giống như nhìn thấy lý công mà năm đó người khương đều vô cùng kính trọng cũng nhờ đó lòng kiêm kỵ với ngụy thiệu trước kia cũng biến mất đôi phần đặc biệt là đêm qua lần thứ hai trong đèn trò chuyện với công tôn dương sau khi trở về ông cùng bàn bạc với mấy vị trưởng lão trong tộc mặc dù các trưởng lão vẫn do dự như trước nhưng Nguyên Vượng lại hạ quyết tâm quy thuận. Nhưng ông nào ngờ được, trời vừa mới sáng, sứ giả của Điêu Mạc đã tới báo cho ông tin dữ, sau khi nghe xong thì ruột đau như cắt. Tôn nhi viên duy nhất của ông mất tích nửa năm trước, đầu tiên nó bị người Hán bắt tới Tấn Dương giao bán làm nô lệ, sau đó rơi vào tay nhi tử của Trần Tường, có lẽ bây giờ đã bị giết hại rồi. Sứ giả còn gửi cho ông một bức thư của Điêu Mạc. Trong thư Điêu Mạc nói, Phùng Chiêu, Ngụy Thiệu đều là soi ác. Phùng Chiêu kết giao với các gia tộc quyền thế người Khương, thu mua điều động lính tộc Khương bán mạng mình cho hắn. Còn Ngụy Thiệu lòng lang dạ sói, không thể tin hắn được. Điều mà còn khuyên Nguyên Vượng không nên dễ dàng tin người Hán. Hắn nói mặc dù bây giờ mình có qua lại với Phùng Chiêu, nhưng thực ra chỉ là lợi dụng mâu thuẫn giữa Phùng Chiêu và Ngụy Thiệu mà thôi, nhân cơ hội đó hắn sẽ đoạt lại vùng đất thượng quận mà người Khương đã từng ở mấy đời. Người Hán hiện giờ chỉ là đang chiếm đất. Lúc điều mà còn nhỏ, phụ thân hắn bị ép phải đưa hắn tới tịnh châu làm con tin, sau bao năm chịu đựng quản thúc, hắn phải bỏ qua một số tiền và châu ngựa lớn để trao đổi, được phóng thích về quê. Điều Mạc là người có trí hớn, lại dũng mãnh kiên cường, Nguyên Vượng vẫn luôn xem hắn là con cháu trong nhà. Trời vừa mới sáng đã nghe được tin Tôn Nhi mất tích nửa năm nay của mình, hắn còn khẳng định chắc như đinh đóng cột. Sao ông không tin cho được chứ? Buồn giận đan sen, Nguyên Vượng ngất xỉu ngay tại chỗ tôn nhi yêu quý duy nhất của ông lại bị người Hán giết, nó chết trên đất Hán. Sau khi tỉnh lại, mặc dù Nguyên Vượng không đến nỗi giận chó đánh mèo giết chết công tôn dương để cắt đứt hoàn toàn với người Hán, nhưng dù có thế nào đi nữa, ông cũng khó có thể tiếp tục nói chuyện với người kia. Cho nên mới chờ mặt muốn đuổi hắn đi. Không ngờ tình thế lại xoay chuyển, hóa ra tôn nhi mình tưởng đã mất rồi vẫn còn sống sờ sờ, xuất hiện trước mặt ông như thế. Biết chuyện phu nhân ngụy thiệu cứu tôn nhi của mình, còn phái người hộp tống cháu về nhà, từ đau khổ chuyển thành mừng rỡ. Sau khi bình tĩnh lại, ông bỗng nhớ tới một chuyện rồi buột miệng hỏi viên, phu nhân ngụy Thiệu có nói với cháu về khuyên ta quy phục không? Không ngờ viên lại không hề biết, cậu nói, trước khi đi phu nhân có tới tiễn, nhưng mà lại chẳng nói nửa câu, cậu không mảy may biết gì. Viên nói với tổ phụ, sau khi trải qua phen sinh tử này, mặc dù cậu đã tự mình hiểu được sự tàn ác khinh thường của người Hán đối với người tộc Khương, nhưng cậu cũng biết trong số đó không thiếu những người hiền lãnh trí tuệ. Cũng giống như người Khương Vàng thao lẫn lộn, họ cũng phải xuất chiến, cũng có gia đình cần bảo vệ, đất nước cần gìn giữ, không thể vơ đũa cả năm như vậy được. Sau một hồi kinh ngạc, Nguyên vượng không do dự gì nữa, ông vội vàng quay người bày tỏ mong muốn được ký hiệp ước với Công Tôn Dương. Thật ra Công Tôn Dương còn chưa hiểu đầu cua tai nheo gì cả, sao lại liên quan đến nữ quân thế này. Nhưng chính Nguyên vượng đã hồi tâm chuyển ý, ông cầu còn không được, nào có lý chối từ. Vội vàng đồng ý ngay lập tức, Nguyên Vượng rời khỏi trướng, gọi các tộc nhân trong tộc tới đây cùng ký hiệp ước liên minh với Yên Hầu, từ bây giờ sẽ ngừng chiến nghi binh. Công Tôn Dương cũng tuyên bố hiến pháp tạm thời của quân Hầu. Nguyên Vương giữ chức thủ lĩnh mấy chục năm, uy vọng vô cùng, rất được các tộc nhân tôn kính. Huống hồ, ai mà chẳng muốn được trải qua những tháng ngày yên ổn. Sau khi nghe tin ông tuyên bố, Mọi người hoan hô không ngừng. Hai người cùng thực hiện nghi thức uống máu ăn thề, sau đó lại thịt cừu, giết bò, tổ chức yến tiệc, khung cảnh náo nhiệt vừa múa vừa hát không khác gì lễ mừng năm mới của tộc Khương. Công Tôn Dương thoát thân được thì vội vàng tìm giả tư hỏi rõ. Giả tư nhân tiện nói, "Xin quân sư nói giúp ta vài câu trước mặt quân hầu, nếu không ta không có mặt mũi nào để đối diện với ngài ấy nữa." Vốn Công Tôn Dương đã không hiểu chuyện gì, thấy hắn nói thế càng chẳng hiểu ra sao. Ông nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao nữ quân lại có ân cứu mạng với tôn nhi tộc trưởng? Cậu nói vậy là sao? Giả tư kể lại mọi chuyện cho ông nghe, ta tình nguyện nhận sự của trách của quân hầu, phạt bao nhiêu cũng được. Cũng bởi vì sự sơ sẩy của ta, Trần Thụy mới có cơ hội quay về Tấn Dương, hắn lẻn theo đường ngầm dưới ao nước đã có từ trước đó, đêm hôm khuya khoát, hắn chui vào nha môn để bắt cóc nữ quân. Da đầu của Công Tôn Dương run lên, tóc gáy sau cổ như dựng đứng, nữ quân có xảy ra chuyện gì không? Giả Tư vội vàng lắc đầu, may mà không sao, Trần Thụy bị bắn chết tại chỗ. Công Tôn Dương vẫn thấy không yên lòng, cứ hỏi lui hỏi tới mãi. Mặc dù không có gì đáng ngại, nhưng vì hoảng sợ quá độ, nữ quân còn lâm bệnh một thời gian. Cũng may trước khi giả tư xuất phát, tinh thần của nàng đã khôi phục như lúc ban đầu, lúc này ông mới từ từ thở phào nhẹ nhõm thái độ của quân hầu đối với nữ nhi kiều gia chuyển biến quá rõ ràng hơn một năm nay công tôn dương hiểu rõ hơn ai hết công tôn dương còn nhớ lúc mới đầu quân hầu còn không chịu cưới nàng sau khi mình được từ phu nhân bày mưu đặt kế khuyên can đủ đường ở bên tai cuối cùng ngài ấy mới gật đầu sau đêm tân hôn quân hầu đưa kiều nữ đi ngay thậm chí còn không muốn tiễn nàng ra khỏi thành công tôn dương lại phải miệng lưỡi một phen ngài ấy mới bất đắc dĩ tiễn kiều nữ lên đường về tín dương những ký ức ngày ấy vẫn chưa phai ai mà ngờ chỉ mới hơn một năm quân hầu bây giờ lại khiến công tôn dương giật mình đúng là giật mình thật trước đây không lâu quân hầu mới bị thương chỉ vẻn vẹn sau đó có ba ngày người vừa mới chạm chân xuống đất được đã nóng lòng muốn quay về tấn dương với tình trạng sức khỏe của ngài ấy khi đó đương nhiên không thích hợp để bôn ba đường dài công tôn dương kiên trì khuyên hắn bỏ ý đó đi lần đầu tiên quân hầu nghe theo lời ông bảo thôi không về nữa. Nhưng công tôn dương dễ dàng nhận ra rằng, ngài ấy đồng ý vô cùng miễn cưỡng. Hơn nữa, mặc dù ngoài miệng chẳng nói ra, nhưng công tôn dương có thể nghe ra được, ngài ấy gấp gáp muốn trở về tấn dương, có lẽ là để gặp nữ quân hiện đã tới nơi này. Công tôn dương làm bộ như không biết. Lần thứ hai, quân hầu muốn về lại bị ông khuyên nhủ. Sang đến lần thứ ba, lúc ông khuyên ngài ấy, Công Tôn Dương có thể cảm nhận được ánh mắt chằm chằm mà quân hầu nhìn mình, giống như thể đang nói sao ông cứ lo việc bao đồng khiến người ta thấy ghét. Công Tôn Dương đành phải mời nữ quân tới quân doanh. Tới bây giờ ông vẫn còn nhớ rõ, sáng sớm ngày hôm sau khi nữ quân có mặt ở đại doanh, ông vừa ngáp một cái bước ra khỏi liều mình, đi cùng Lý Sùng, Trương Kiệm đến gặp gỡ quân hầu ở bên ngoài đại trướng. Mọi người đều ngầm hiểu với nhau nhưng lại giả vờ như chẳng có chuyện gì cuối cùng ba người không hẹn mà cùng cười ha hả âm thầm che giấu. Ông cũng tự trách bản thân cân nhắc không chu toàn, cứ nghĩ để quân hầu an tâm ở lại dưỡng thương nên mới mời nữ quân tới gặp. Ai ngờ ông lại quên mất tinh lực dồi dào của quân hầu, sao có thể chịu nổi tiểu biệt thắng tân hôn. Xuất phát từ mục đích cấm rình mò nghe trộm, lúc đóng trại, xung quanh liều chủ xoáy ít nhất phải để chống 10 triệu vuông đất trống. Đêm hôm đó, liều cách quân hầu gần nhất là của mình, Lý Sùng và Trương Kiệm. Mặc dù đã xa đến 10 trưởng, nhưng trời tối người yên, công tôn dương vẫn nghe được vô số tạp âm phát ra từ trướng của quân hầu. Lúc đầu ông còn tưởng sẽ nhanh chóng qua đi, cố mắt điếc tai ngơ, không ngờ cứ gián đoạn một lúc, làm ông tưởng mọi chuyện đã xong rồi, yên tâm chìm mình vào giấc ngủ, đúng lúc đó mấy tạp âm khó nói từ trướng quân hầu lại rơi vào tai ông, mình đã tuổi cao còn phập phồng thấp thỏm, không sao ngủ được. Không biết tối hôm đó Lý Sùng Trương Kiệm có ngủ không, còn ông thì phải ngồi dậy trong đèn, đọc 14 quyển binh thư quỷ cốc tử. Tới khi lật sang quyển thứ bảy bên tai mới hoàn toàn yên tĩnh. Công Tôn Dương phó tá Ngụy Thiệu đã nhiều năm, vốn cứ nghĩ mình đã hiểu hết tính quân hầu. Ngài là một người táo bảo, dễ tức giận, cũng không quá nhân từ nhưng khi biết sai thì sẽ sửa. Ngài ấy càng lớn lên, khả năng kiềm chế càng trở nên kiên định, tính tình cũng thâm trầm hơn hẳn quân doanh là nơi nghiêm chỉnh với vô số quy củ, nếu dám quấy phá ngông cuồng thì sẽ bị trách phạt nặng nề. Nhưng những quy định này chỉ nhằm vào hạ sĩ và quan quân hạ cấp. Những người có quân hàm càng cao thì sẽ được hưởng nhiều đặc quyền. Huống chi là quân hầu trên ngôi vị chủ soái. Nếu hắn muốn thì hằng đêm sinh ca trong liều lớn cũng chẳng ai nói gì. Nhưng quân hầu luôn lấy mình làm gương, đặc biệt là quy định, cấm nữ, trong doanh trại, ngài ấy chưa bao giờ vi phạm công tôn dương còn nhớ ba năm trước trong một lần xuất trinh ngụy thiệu nghe tin có quan quân lén giấu nữ nhi bên trong xe quân nhu ngài ấy sai người tìm bằng được cô ta giết chết ngay tại chỗ quan quân liên quan cũng bị phạt quất soi sau đó còn giáng cấp từ đó về sau không ai còn dám tái phạm nữa một quân hầu như vậy lại có thể ầm ĩ trong đại doanh như thế đương nhiên không phải là cố ý nhưng chính là vì vô ý thậm chí là khó kiềm chế nổi điều đó càng bộc lộ rõ điểm đặc biệt của nữ quân bây giờ với quân hầu cho nên khi công tôn dương mới nghe chuyện trần thủy xông vào nha môn lúc nửa đêm ra đầu của ông tê dại là vì thế nếu nhỡ nữ quân có xảy ra chuyện gì công tôn dương khó mà tưởng tượng nổi quân hầu sẽ phản ứng ra sao may mà hữu kinh vô hiểm công tôn dương yên lòng thấy giả tư nói xong thì nhìn mình chằm chặp ông cười đáp giả tướng quân yên tâm nếu nữ quân đã không trách cậu bên chỗ quân hầu sẽ yên ổn cả thôi. Ngày kế tiếp, công tôn dương kết thúc hành trình ở Hoàng Trung lần này, ông được nguyên vượng tự mình tiễn đi. Nửa tháng sau, ngụy Thiệu và Phùng Chiêu chạm trán ở cách âm, thượng quận. Trong quân của Phùng Chiêu có mấy vạn binh lính tộc Khương, họ không muốn bị Phùng Chiêu điều động tác chiến như vậy nữa. Phùng Chiêu tức giận, giết chết một nhóm người thủ lĩnh. Binh lính tộc Khương không hề có địa vị trong quân của Phùng Chiêu, hơi một tí là cắt xén quân lương, khi tác chiến thì bị bắt đi đầu. Ngày thường cũng không được nhàn rỗi, lúc sửa đường, khi xây phòng, lúc khai mỏ, khi làm muối, không có chỗ nào không cần họ, gian nan càng trồng chất gian nan, vậy nên trong lòng càng bất mãn. Đêm trước cuộc đại chiến lần này, trong nhóm binh sĩ tộc Khương bắt đầu truyền tai nhau, sau khi nguyên vượng quy phục dưới trướng của Ngụy Thiệu, các bộ tộc khác ở Hoàng Thủy cũng lần lượt noi theo. Ngụy Thiệu và người Khương còn đưa ra bản hiến pháp tạm thời. Không chỉ như thế, quân Ngụy chỉ nhận những binh sĩ tộc Khương tự nguyện đi lính, một khi nhập ngũ, đãi ngộ không thua gì người Hán, tin tức càng lan truyền nhanh hơn. Những binh sĩ tộc Khương này đều là dũng sĩ tài nghệ và hiếu chiến, vốn họ đã bất mãn lung lay, sao có thể hoảng sợ vì chuyện Phùng Chiêu giết mấy người kia được, không những thế đây còn là giọt nước tràn ly. Đến đêm trước chiến tranh, mọi người cùng bàn bạc, lúc khai chiến, những binh sĩ người Khương tiên phong đều cùng nhau nổi loạn, phản chiến giết Phùng Chiêu. Quân Phùng Chiêu đại loạn, mặc dù đã ra sức chống lại nhưng sao có thể cần nổi đòn công kích trên quy mô lớn của quân đội Ngụy Thiệu? Đội quân tan rã, Phùng Chiêu đại bại, dẫn theo mấy trăm tàn binh xuôi nam chạy trốn tới Hoàng Nông ổn định trận tuyến. Sau đó hắn đành bất đắc dĩ phái người đi lạc Dương nhận tội với hạnh tốn, chờ đợi thời cơ sau. Sau đại thắng trong cuộc chiến cách âm, Ngụy Thiệu bận rộn suốt hai ngày mới bàn giao được công việc hậu chiến. Hắn định sẽ về tấn Dương trước một chuyến trong ngày công tôn dương trở về từ hoàng thủy ông kể lại chuyện nữ quân đã cứu tôn nghi của nguyên vượng giúp mình thuận lợi hoàn thành chuyện liên minh cho ngụy Thiệu. còn chuyện xảy ra ở nha môn đêm đó mà ông nghe được từ giả tư công tôn dương lại không đề cập tới cho tới lúc này đây sau khi quan sát sắc mặt hắn ông mới chậm rãi nói thêm nhìn sắc mặt ngụy thiệu bỗng trở nên cứng ngắc ánh mắt lóe lên vẻ dữ tợn ông vội nói quân hầu yên tâm theo giả tướng quân nói nữ quân bình an Quân sư, sao lúc đó ông không nói với ta?" Ngụy Thiệu ngắt lời ông, giọng nói cũng cứng nhắc giống như sắc mặt của hắn lúc bấy giờ. Công Tôn Dương hốt hoảng giải thích, "Quân hầu đừng giận. Lúc đó đại chiến sắp tới, ta chỉ lo Quân hầu phân tâm." Ngụy Thiệu đang ngồi ở sau bàn, không đợi ông nói hết đã bực mình đứng dậy, không để ý tới Công Tôn Dương đang gọi mình phía sau, hắn nhanh chân đi thẳng. Phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn